Xin chào chị Cam Ly à, một ngày thứ bảy nữa với chúng ta đầy yêu thương, ấm áp và năng lượng ạ. Dạ. Chào Jenny và chào mọi người. Wow, nghe nhạc của thầy nghe mà thiền định luôn. Bài của thầy Guru Rinpoche Liên Hoa Xanh. Dạ, rất là năng lượng chị ha, rất là năng lượng và ấm áp. À, cảm nhận được cái tình yêu thương từ cái bài thần chú cũng như là từ thầy. Dạ. Chị thì xin thương chúc chị Cam Ly và tất cả mọi người một buổi sáng thứ bảy tràn đầy năng lượng, và để cùng cộng hưởng năng lượng với chương trình thì các anh chị xin hãy gửi lời chào từ nơi chúng ta đang sinh sống, cùng cảm xúc của chúng ta hiện tại vào khung chat để cùng lan tỏa năng lượng với chương trình nhé. Dạ. Jenny xin được gửi lời chào từ Sài Gòn nắng ấm, trời trong gió mát. Jenny đang ngồi cùng một nén trầm hương, hương thơm thoang thoảng và ấm áp. Tâm thì tĩnh lặng, an vui cùng chị Cam Ly và mọi người trong buổi sáng chương trình ngày hôm nay. Thì Jenny xin thương mời chị Cam Ly sẽ gửi lời chào đến cho tất cả mọi người ạ. Dạ. Chào mọi người từ Nam California, Huntington Beach. Cam Ly đang ngồi ngay trước biển, mở cửa ra và gió mát rất là tuyệt vời. Và bây giờ cũng 7 giờ tối rồi mà trời vẫn còn sáng, vẫn còn ánh nắng. Không khí rất là tuyệt vời, năng lượng rất là cao. Chúc cho mọi người hôm nay có thật nhiều năng lượng. Và năng lượng này sẽ lan tỏa thật nhiều đến cho tất cả mọi người với một thời gian rất là lâu. Cảm ơn các bạn đã tham dự vào ngày hôm nay. Yes, cảm ơn lời chào rất là đầy năng lượng từ chị Cam Ly ạ. Dạ, mọi người cũng dành tình yêu thương cho chương trình và chị Cam Ly rất là nhiều. Ở đây chúng ta có chị Ngọc Hảo. Chúc cả nhà ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Yes, Vân Anh, Sài Gòn tháng 5. Thương chào chị Cam Ly, yêu thương chị rất nhiều. Thùy Trang, Đà Nẵng yêu thương. Sảng khoái chào sếp Cam Ly và cả nhà. Dạ, anh Vũ Toản, yes, chào thân ái đến chị Cam Ly và các cộng sự Cam Ly Group. Và chúng ta cũng có các lời chào từ kênh YouTube đang livestream. Dạ, một big fan của chương trình thì The GJ Toys Review account này có chào chị Cam Ly và chào Trang. Buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc cùng chương trình. Yes, Tuấn Anh Nguyễn, chào chị Cam Ly, Trang và tất cả mọi người. Chúc mọi người cuối tuần năng lượng và an lạc. Yes, chúng ta có lời chào từ chị Bùi Băng Trâm. Xin chào sếp Cam Ly, chào Jenny, chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày cuối tuần đầy năng lượng và yêu thương. Em Quý Thiện, em thương quý chị Cam Ly, chế Jenny Trang và tất cả các anh chị thương mến. Thiệp Lê, dạ, cảm ơn chị Cam Ly và Jenny. Huế Mộng Mơ, xin chào mọi người và tất cả chúng ta luôn hạnh phúc và bình an yêu thương trong cuộc đời này. Yes. Cảm ơn mọi người rất là nhiều về những cái lời chúc ấm áp và năng lượng. Yes, thì để khởi đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Jenny cũng có một câu hỏi muốn gửi đến mọi người. Thưa các anh chị, các anh chị có thể comment vào khung chat ha, câu trả lời của mình. Đó chính là thiền là gì? Các anh chị sẽ cùng nhau gửi nhắn vào khung chat ha, câu hỏi thiền là gì? Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay sau đó ha. Yes. Lời đầu tiên, Jenny Trang xin thương chào chị Cam Ly và chào tất cả các quý anh chị đạo hữu, quý anh chị cộng đồng GA đã có mặt trong buổi Zoom chia sẻ ấm cúng ngày hôm nay. Nhật ký tâm linh là kênh cộng đồng tâm linh, nơi kết nối những con người thiện lành, nơi chia sẻ những hành trình trải nghiệm tâm linh và lan tỏa một cách dễ dàng, dễ hiểu, gần gũi đến cho tất cả mọi người. Với tâm ý giúp cho mọi người có được sự nhìn nhận lại những lẽ thật, những chân lý đang diễn ra quanh mỗi chúng ta để phát triển, khai mở tâm thức, khai mở tình yêu thương. Nhật ký tâm linh đã được sự đồng hành và tài trợ từ Cam Ly Group, từ Miss Cam Ly Dương từ tháng 2 năm 2020. Cuối năm 2021,
Nhật ký Tâm Linh đã phát triển thêm chương trình chia sẻ trực tuyến vào mỗi sáng thứ bảy 9 giờ. Chuỗi chương trình kết nối năng lượng và lan tỏa yêu thương là chuỗi chương trình được tạo ra để phụng sự, để lan tỏa tất cả những năng lượng yêu thương, kiến thức, phương thức sống thiện lành đến cho tất cả mọi người. Với cơ hội nhìn nhận lại thực tế nhất về cuộc sống, về đời sống tâm linh của chính mình ạ. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây để cùng cộng hưởng năng lượng với chương trình. Đều có những nguyên nhân, những lý do mà tất cả chúng ta có mặt tại nơi đây trong Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Jenny Trang tin chắc rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ biết ơn cho những phút giây hiện tại lắng động cùng tâm linh để quay trở về, để chuẩn bị sẵn sàng anh chị, để đón nhận những điều tốt đẹp mà những chiến binh ánh sáng đang cùng nhau chung tay tạo tác. Yes, chương trình của chúng ta hôm nay là sự nhiệm màu trong cầu nguyện và thiền định, thì cũng giống như những buổi trước, tựa đề này, chương trình này cũng là từ chị Cam Ly cảm nhận, kết nối và lan tỏa đến cho tất cả chúng ta. Yes, với sự góp mặt của doanh nhân Cam Lì Dương ạ, chị Cam Lì Dương, em sẽ gọi lại ạ. Dạ, chị Cam Lì Dương là chủ tịch của tập đoàn Cam Lì Group, là nhà tài trợ cũng như thiện tri thức, luôn muốn lan tỏa yêu thương, lan tỏa điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay lại thêm một ngày rất là ý nghĩa và ấm áp với tất cả chúng ta. Rất biết ơn chị Cam Ly đã luôn dành những cái trí tuệ thông suốt, những kết nối, những triết lý, những tư duy thiện lành nhất để chia sẻ với tất cả chúng em và cộng đồng, giúp cho tất cả có được sự nhìn nhận đúng đắn về chính mình để có một cái cuộc sống cho tất cả đều phát triển trong tương lai. Dạ, thế thì tin rằng là tất cả chúng ta đều có cùng chung một cảm xúc trong giây phút hiện tại, một lòng biết ơn đến chị và tâm huyết chị luôn dẫn dắt một cái sự kết nối thiêng liêng từ chị để gửi đến cho tất cả mọi người. Và không để mọi người phải chờ lâu thêm nữa, thì xin mời chị Cam Ly, dạ, sẽ cùng kết nối và lan tỏa nơi đây ạ. À, em cảm ơn chị. Dạ, hôm nay sẽ hứa hẹn chúng ta sẽ rất là thú vị. Vì hôm nay chúng ta sẽ kể những cái câu chuyện nhiệm màu. Và Cam Ly tin rằng là không chỉ Cam Ly có và cảm được, mà chắc chắn các bạn ở đây mỗi người đều đã từng một vài lần trong cuộc đời của mình đã cảm nhận được những cái điều nhiệm màu xung quanh của mình. Và mình sẽ tổng kết lại để mà mình có những cái cách thức, cái công thức để mình đi tiếp trên cái con đường tu tập của mình, và mình có những chánh kiến, chánh pháp, đi được trên con đường chánh pháp, và có những chánh kiến và chánh tư duy, có nghĩa là những cái quan điểm đúng và những cái tư duy, những cái suy nghĩ, lời nói và hành động mà đúng đắn, thì sẽ giúp ích được rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Cam Ly rất là vui với mỗi sáng thứ bảy như vậy được gặp mọi người. Thì cái này là cái niềm hân hạnh cho chị Cam Ly ha. Bất kỳ các bạn là những bạn trẻ hay là những anh chị lớn hơn hay là những cô chú đang xem hoặc là có thể xem video sau cũng đều rất là ý nghĩa. Và Cam Ly rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe các cái nội dung này. Dạ, yeah, cảm ơn chị Cam Ly. Chúng ta dạ yeah, cảm ơn chị về những cái tâm huyết chị dành cho chương trình cũng như dành cho mọi người nơi đây. Em biết tình yêu thương, tất cả đều khởi đầu từ tình yêu thương mà tạo tác lên trong cái hành trình này. Cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều. Và mọi người cũng rất là yêu thương chị. Để có những lời chào, Jenny xin đọc tiếp những cái lời chào gửi đến chị Cam Ly trong ngày hôm nay ạ. Đặng Kim Long, Sài Gòn nắng đẹp gửi lời chào thân thương đến chị Cam Ly, Jenny cùng với tất cả các anh chị em. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả. Minh Ngô, Hà Nội mát mẻ, xin gửi lời chào năng lượng yêu thương, biết ơn, bình an đến chị Cam Ly, em Jenny và anh chị em ban tổ chức cùng tất cả mọi người. Để trả lời câu hỏi mà Jenny vừa hỏi thiền là gì, chúng ta có một vài comment ở đây trước khi mà mời chị Cam Ly sẽ cùng chia sẻ với mọi người ạ. Em Quý Thiện, thiền là sống trọn vẹn, sáng suốt ngay tại phút giây hiện tại.
Yes, có Kimberly, iPhone. Yeah. Greetings from Orlando, Florida. Bên đây hiện giờ là 10 giờ đêm. Yes. Và anh Vũ Toản, thiền là phương pháp tiệm cận với dòng chảy của tâm trí. Em Thùy Trang, dạ theo em, thiền là trạng thái không của tâm trí, của cơ thể. Em Quý Thiện, thiền là nở nụ cười tươi rói khi thấy tất thảy những gương mặt thương mến nơi đây. Chị Thanh Trúc, thiền là giữ cho tâm trí thật vắng lặng và kiểm soát được trong tâm trí. Hiệp Lê, thiền là chấm chấm chấm. Dạ cái này thì hơi lạ ha. Dạ chị Bùi Văn Trâm, thiền là để kết nối với linh hồn bản thể cao cả bên trong chính mỗi con người chính mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và chúng ta sẽ cùng nhau có sự hiểu sâu sắc hơn về sự nhiệm màu trong cầu nguyện và thiền định ngày hôm nay với sự chia sẻ của chị Cam Ly. Thì giác mình xin mời chị Cam Ly sẽ có những cái phần chia sẻ của mình về lời cầu nguyện và thiền định. Thì thông thường trong mỗi trong cái xã hội của chúng ta hiện tại, trong mỗi niềm tin sẽ có một cái khái niệm riêng, giống như khi chúng ta vừa đọc cái comment thì mỗi người sẽ có một cái khái niệm về thiền khác nhau. Thì em cũng sẽ xin mời chị Cam Ly một lần nữa sẽ có chia sẻ về với mọi người về về cái chủ đề ngày hôm nay, cái sự sâu sắc của khái niệm trong thiền định. Em cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều ạ. Cảm ơn Jenny. Và mọi người comment mỗi người một ý điều rất là đúng, điều rất là hay. Một cách rất là khái quát, tóm lược, và cho thấy rằng là mình hiểu một cách sâu sắc. Cho dù một số bạn cũng chỉ mới biết đến thiền thôi, nhưng mà cũng đã có những cái sự tìm hiểu rất là tốt, thì cái điều này là rất là tuyệt vời luôn. Và Cam Ly rất là vui mừng về điều này, rất là hạnh phúc về cái điều này, đó là mọi người đã có một cái sự quan tâm hơn, có một cái sự chú ý hơn đối với cái sự thiền định. Và hơn như vậy nữa thì đã cũng trong trong xã hội và công chúng cũng đã tồn tại nhiều cái cách cầu nguyện khác nhau, và kể cả trong dân gian, và mỗi thời thì nó sẽ có mỗi cái điều hơi khác một chút xíu, và nó sẽ giúp cho mình tu tập hợp với cái thời của mình đang sống. Nên nếu như mà mình có cập nhật thêm nữa thì điều đó là rất là tốt, rất là bổ ích cho mình. Và với cái sự cầu nguyện thì có thể là mọi người có người chưa nghe, hoặc là có người cũng đã nghe qua, đó là cái hiệu lực của cái sự cầu nguyện là rất 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 nhiệm màu, rất là có cái tác dụng rất là lớn. Và mình cần biết làm sao để mà mình cầu nguyện đúng chánh pháp, đúng chánh kiến, chánh tư duy, và nó là vừa lợi ích cho mình, vừa lợi ích cho người, cho đời. Thì phải nói là Cam Ly đã trải qua rất là nhiều điều kỳ diệu và nhiệm màu trong cuộc sống của mình. Lẫn trong công việc kinh doanh, và hiện nay thì đi sâu vào trong từng cái suy nghĩ và từng hơi thở và từng cái hành động của mình, và mình cảm nhận được cái sự nhiệm màu nó rất rất là lớn, rất là lớn. Giống như là một cái nhiệm vụ, đó là chia sẻ với mọi người về những cái điều mà mình đã trực tiếp mà trải nghiệm mà như thế nào. Và cộng thêm Cam Ly cũng sẽ chia sẻ với mọi người những điều mà mình đã được nghe thấy, và mình dùng những cái trải nghiệm của chính mình và những cái trải nghiệm của mọi người để mình
thực hành trong cuộc sống một cách đúng đắn nhất. Cam Ly là làm trong ngành di trú định cư, thì cái ngành định cư đầu tư này làm hồ sơ là sẽ rất là phức tạp, mà rất là đó là một cái bước thử thách rất là lớn trong cái việc soạn hồ sơ để mà nộp cho sở di trú về cái việc di trú vào Mỹ. Thì cái công việc đó nó đã mười mấy năm rồi, và trải qua nhiều những cái câu chuyện mà rất rất là kỳ diệu, rất là nhiệm màu. Mà trước đây thì mình chỉ kể và trao đổi với nhau giữa mình với các nhân viên thôi, để thấy là wow, thật là kỳ diệu. Chứ cũng chưa hề kể gì ra ngoài. Nhưng mà bây giờ như là một cái sự cho phép của các ngài và vị thầy dẫn dắt Cam Ly, đó là thầy Guru Rinpoche Liên Hoa Sanh. Thầy luôn trụ bên trong mà để mà dẫn dắt cho Cam Ly từng từng cái việc nhỏ một trong kinh doanh, trong cuộc sống, và từng cái lời nói hay là từng hành động. Thì đến nay thì cái sự nhiệm màu nó là đã rất là lớn đối với Cam Ly rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải chia nhỏ ra để mà mình kể cho mọi người từng cái việc một, để mà mọi người thấy nó là một cái một cái sự thật. Còn đối với mình thì nó nhiệm màu trong trong từng từng sát na đó, từng giây một đó. Giống như cái này là đang diễn ra, có nghĩa là khi mà mình có một câu hỏi, thế là mình được các ngài trả lời ngay. Mình có một cái sự thắc mắc, thế là các ngài đưa đến cho mình một cái video mà trả lời cái câu hỏi đó của mình. Rồi mình có một cái vấn đề lớn hơn để mà mình làm trong công việc, những cái việc mà cần giải quyết, thì ngài cũng có mặt ngay lập tức để mà trả lời và răn dạy mình từng chút một. Thì đó đã là rất là nhiệm màu rồi. Tuy nhiên Cam Ly kể lại những cái câu chuyện mà nó xảy ra trước đây khi mà Cam Ly chưa biết đến cái việc tu tập này. Lúc đó mình cũng lơ ngơ thôi, và mình sống là một người tốt thôi, chứ mình không không biết đến Phật pháp, cũng không biết đến Đức Phật, và cũng không có nghĩa là có đi chùa nha, vẫn đi chùa với gia đình mỗi dịp mà lễ lớn vân vân, nhưng mà đi chùa để mà ngắm cảnh, để mà chụp hình, chứ không phải là để mà cảm nhận cái tâm linh. Và sau khi mà đã trải nghiệm tâm linh rất rất là kỳ diệu rồi đó, thì mình mới quay trở lại và mình thấy wow, những cái điều trước đây là thực sự kỳ diệu, và mình đã vô tình mà mình làm đúng được những cái điều đó. Thí dụ như vậy, có những cái hồ sơ là phải nói rất rất là khó khăn để mà chứng minh được cái nguồn tiền, cái dòng tiền để mà chứng minh được cho sở di trú. Và nhiều khi mình nghĩ là chắc là phải từ chối cái hồ sơ này rồi, vì là khó quá, không có giấy tờ, không có gì nhiều nhặn hết. Và kinh doanh nhỏ lẻ ở chợ, ở những nơi mà không có những cái bằng chứng đúng. Thì về bản chất của công việc thì Cam Ly luôn tuân thủ là mong muốn làm một cách đúng nhất, làm một cách tốt nhất. Và Cam Ly cũng luôn luôn nói với khách hàng rằng là một khi anh chị mà làm với bên Cam Ly thì anh chị tin tưởng nha, anh chị đặt cái niềm tin nha,
để Cam Ly có thể giúp anh chị được. À, thì các khách hàng đến thì phần lớn là họ đều rất là tin mình rồi. Ừ. Thì nhiệm vụ của mình là phải làm sao để mà chứng minh được cái hồ sơ của họ một cách tốt đẹp nhất. À, và cái khả năng thành công mình muốn là phải là 100% kìa. Chứ còn nếu như mà khả năng mà thấp quá thì mình cũng không dám nhận hồ sơ. À, thì đã có khá là một số hồ sơ là gần như là không có cái cách thức để mà chứng minh và thấy lại cái khả năng là không có thành công. Tuy nhiên là sau khi mà mình nói những cái điều này với khách thì những anh chị này họ rất là có một cái tinh thần rất là cầu thị và có một cái sự là mong muốn khát khao mong muốn là thôi cô Cam Ly làm giúp đi để anh chị tìm thêm hay là có phụ giúp thêm như thế nào vân vân. À thì Cam Ly thường nói đó là nói với những anh chị mà Cam Ly cảm nhận rằng là họ cũng có gần một cái niềm tin nào đó. Thì Cam Ly mới hỏi rằng á, là anh chị có tin Phật hay là tin Chúa gì không? Thì anh chị nói là có chứ, anh chị có thờ Phật, rồi có người thì có thờ Đức Chúa, Mẹ Maria rồi vân vân. Thì Cam Ly nói là bây giờ thứ nhất á, là về tìm giấy tờ ABCD đó ha. Rồi thứ hai là anh chị cầu nguyện ha, anh chị cầu nguyện. Và ở đây á, Cam Ly cũng cầu nguyện cho anh chị ha. Và khi đó nó cái sự cầu nguyện của Cam Ly á là Cam Ly không có căn cứ vào vào ai để cầu nguyện hết á, mà mình chỉ cầu nguyện trong tâm, có nghĩa rằng á là mình nói khơi khơi là các ngài hoặc là thượng đế. À đó thì á, cầu nguyện làm sao để cho hồ sơ này được tốt. À thì nhân viên của mình á, thì mình luôn dặn một câu á, là có những hồ sơ mà nó khó quá giống như á, là mình vấp phải đá vậy đó, vấp phải đá vậy đó, thì á, em hãy đừng có húc đầu vào đá, đừng có cố để mà tiến tới như vậy, mà mình hãy để cái hồ sơ xuống, rồi á, mình có một cái niềm tin rằng á, là mình sẽ làm được. Và mình cũng cầu nguyện cho hồ sơ. Và lúc đó đó bắt đầu biết đến Ho'oponopono, có nghĩa là I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Thì nói những câu đó cho hồ sơ và cầu nguyện điều tốt lành cho hồ sơ. Thì bạn nhân viên nó có bạn cũng là ở nhà cũng có thờ Phật, rồi có bạn thì ở nhà thờ Chúa, theo đạo Thiên Chúa, thì các bạn nói em cũng cầu nguyện cho khách hàng. Yes, ok, vậy là tốt. Rồi như vậy á, thì nếu là mình gặp phải đá thì mình để đó, và từ từ mình quay lại. Thì thứ nhất là hoặc là sẽ có một cái con đường sẽ đi qua, đi vòng qua và đơn giản hơn, hoặc là nhiều khi đá đó là nước đá và đá nó tự tan. Đá nó sẽ tự tan. Mình nói như vậy đó. Vậy mà đúng luôn, rất là nhiều hồ sơ, phải nói là nhiều hồ sơ như vậy, kiểu như là gặp là không còn cách nào mà tìm được những cái hồ sơ mà như sở di trú yêu cầu. Hoặc là sở di trú có những cái gọi là request evidence, là những cái yêu cầu bằng chứng mà mình nghĩ là không tài nào có, là thấy là hồ sơ là cái khả năng là không thể rồi đó. Nhưng mà để đó một thời gian khoảng là vài chục ngày, vậy mà tự nhiên cái khách hàng hoặc là anh chị tìm ra được cái giấy này. Cái giấy này á là ở đâu mà tự nhiên là anh chị lại tìm ra được, và đưa lên để mà làm cái bằng chứng, thì mình cũng rất là vui mừng. Và nộp hồ sơ đó và thêm những cái hồ sơ khác nữa, lại tiếp tục là từ trong tâm của mình á, là luôn cầu nguyện, và mình cũng luôn nói với khách hàng là anh chị cầu nguyện nha, nói đúng đúng anh chị cầu nguyện chứ anh chị biết mà. Đó thì và rất nhiều hồ sơ
đã được trôi chảy một cách là rất là tốt, rất là tốt, mà phải nói là bất ngờ luôn. Cái đó thực sự là bất ngờ. Đối với các bạn mà làm hồ sơ mà đang ngồi ở đây á, nhân viên của Cam Ly á, thì các bạn sẽ thấy rằng á, hồ sơ có những cái là rất là phức tạp, mà nhiều khi á, chính bên sở di trú người ta làm khó mình, hoặc là người ta không biết tình hình của Việt Nam, và người ta sẽ đưa ra những câu hỏi như là mình đang 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 xạo hay là đang đang dối. Nhưng mà khi mà mình giải thích một cách tốt đẹp và mình có một cái lòng tin nữa đó, thì mọi việc nó lại trôi chảy trơn tru và nó đi tới rất rất thuận lợi luôn. Và gần đây á, có một số hồ sơ là cũng y chang như những hồ sơ khác, có nghĩa là cái tình trạng cũng như vậy, tình trạng cũng y như vậy, chứng minh nguồn tiền cũng y như vậy, rồi nộp hồ sơ cũng cùng thời gian, cùng dự án, và nói chung á, là y chang. Nhưng mà có hồ sơ thì những hồ sơ khác á, thì đã được chấp thuận rồi, vậy mà còn vài hồ sơ thì mãi vẫn không được chấp thuận, mà khách đợi đợi lâu thật lâu, thế là khách cũng buồn và khách cũng có lúc cũng rất là tức giận. Thì khi mà Cam Ly cũng nói là vậy thì cần cầu nguyện thêm nữa. Nhưng mà những anh chị này thì một số thì mấy anh chị không có tin, cho nên nếu như mà mình nói cầu nguyện thì các anh chị ấy là lại giận dữ lên. Có người là giận dữ lên, có người thì nói rằng tụi em làm bằng niềm tin đó là bộ 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 tụi em thu tiền xong rồi làm bằng niềm tin vân vân. Thì Tâm Lý cũng cũng rất là bình thản trước những cái điều đó. Tuy nhiên trong trong nhóm đó thì Cam Ly cũng nói với một một gia đình đó là anh chị đã có cái nguyện gì đó, anh chị đã có cái nguyện gì ở đâu đó mà chưa có trả, và khi mà anh chị đã đạt được cái điều mà anh chị cầu nguyện rồi nhưng mà anh chị vẫn chưa có trả một cách thành tâm, thì anh chị hãy trả cái nợ đó, cái nguyện đó, để mà mọi việc nó được thông suốt. Cam Ly cũng không biết chuyện gì hết nha, Cam Ly cũng không biết là khách đang đã cầu nguyện cái gì, ở đâu, ra sao, về việc gì. Nhưng mà mình tự nhiên đưa đến một cái thông điệp như vậy, thế là mình nói với khách như vậy, thì khách cũng về và làm. Thì rất rất là may mắn luôn, rất là may mắn luôn là anh chị đó đã được chấp thuận sau đó khoảng chừng một tuần thôi, tuần hay 10 ngày gì thôi. Và cái điều này á, cái việc này là xảy ra gần đây nhất. Thì nó là một cái bằng chứng rất rất là hiển nhiên về cái việc cầu nguyện. Và Cam Ly xem tất cả những việc đó là những cái rất là hiển nhiên, vì cái lời cầu nguyện của mình á, nó sẽ là ra năng lượng rất là nhiều, ra cái năng lượng lan tỏa ra không trung, và ngay cả như khoa học cũng đã chứng minh á, là một cánh bướm mà đập cánh ở Brazil thôi mà nó cũng có thể là một tác nhân để mà làm ra một cái cơn bão ở đầu bên kia bán cầu. Thì á, cái đó là cái chứng minh của khoa học. Còn á, cái mà mình áp dụng vào để mình biết rằng là cái lời cầu nguyện của mình á, nó sẽ là tác động tới cái môi trường xung quanh rất nhiều. Trước tiên nó là tác động tới cái trí não của mình trước, rồi á, tác động tới gia đình của mình. Rồi á, nhờ những cái năng lượng đó, đó nó sẽ lan tỏa đến những người mà mình gặp gỡ, và
xung quanh đây là năng lượng này. À, và khi mà mình cầu nguyện đúng thì cái năng lượng này nó sẽ lan tỏa và lan tỏa đi rất là xa. Và khi mà cầu nguyện mà có thành tâm nữa đó thì nó sẽ đi rất 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 xa. À, đây là cái câu chuyện, một câu chuyện khác đó là của người thân trong gia đình, đó là người thân đi vượt biên. À, thì nói về những cái câu chuyện mà người thân mà đi vượt biên á, thì có rất rất nhiều những câu chuyện hãi hùng. À, và trong đó thì cũng có rất nhiều cái câu chuyện mà khi mà mọi người gặp nạn ở trên biển, gặp nạn nào là cướp biển, nào là sóng gió, thì những người mà thành tâm cầu nguyện thì thường sẽ được cứu vớt. Rất là những chuyện đó là xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như là có người thân của Camly luôn, đó là cầu nguyện mẹ Quán Thế Âm, thì thấy thấy hình ảnh mẹ Quán Thế Âm hiện ra một cách rất là rõ ràng luôn. À, và tự nhiên đang bão tố nổi lên, là cái thuyền là như là một cái thuyền rách nát luôn rồi. Và khi mà mọi người thành tâm cầu nguyện và nói với nhau là bây giờ cầu nguyện đi, thì chỉ có một số người là cầu nguyện thôi. À, thì trong đó đó là gia đình người thân của Cami là nhìn thấy được mẹ Quán Thế Âm xuất hiện. Và Cami nghĩ rằng là nó cũng là chỉ một cái hình ảnh mà trong cái ảo giác của mình thôi, cũng được nữa. Thì đó cũng là một cái xuất hiện của một cái niềm tin, một cái đức tin. Và tự nhiên trời yên biển lặng, và từ từ là thuyền tấp vào được đất liền. Rồi có người thân khác á, là đi vượt biên đường bộ và bị Pol Pot Campuchia đó là họ bắt lại, và coi như là lúc đó là chỉ có là xử trảm thôi, và họ đưa ra một hàng như vậy là 11, 12 người là đứng ở đó, và họ chuẩn bị là bắn thôi, vì cái thời đó mấy chục năm rồi thì nó là như vậy, có nghĩa là gặp những người người Việt hoặc là những người vượt biên thì họ cách đó là gần như là duy nhất, và giữa rừng vậy đó. Thì anh này nói là anh chứ anh cũng rất là lớn rồi, thì anh tin vào mẹ Maria. Thì khi mà cái người kế của anh là đã bị bắn rồi, rồi tới phiên ảnh, thì anh cầu nguyện mẹ ơi hãy cứu con, mẹ ơi hãy cứu con. Thì tự nhiên trên trời ở đâu xuất hiện là trực thăng của Liên Hiệp Quốc, họ thông báo là đổi gạo để mà đổi lấy những cái sinh mạng này. Thì đó là những cái sự xuất hiện phải nói là trong tích tắc, và nhiều nhiều cái việc như vậy á là đã xảy ra, và nó là những sự thực, nó định là những sự thực. Thì bây giờ đó đó là những cái việc mà trong hiểm nghèo. Còn quay trở lại cái việc của Cam Ly á, là Cam Ly thường xuyên khi mà có những cái biến động gì của công ty, hay là biến động của thị trường, hay là vân vân, thì Cam Ly đều cầu nguyện một cách là rốt ráo. Còn tới bây giờ thì ngày nào cũng cầu nguyện hết rồi. Và cái sự cầu nguyện đó thì các ngài luôn xuất hiện để mà hướng dẫn cho mình. Và cái Cam Ly cũng không có kể nhiều với ai, vì cũng đã có vài lần kể với ngay cả người thân của Cam Ly luôn. Nhưng mà mọi người, trong cái ánh mắt của mọi người á, giống như là không có cái niềm tin. Thì Cam Ly không kể nữa. Vì sao? Vì
Đúng là những cái thông tin này phải đưa đến với những người có niềm tin, hoặc là những người đang muốn xây dựng cái đức tin cho mình, thì mới hiệu quả. Còn những ai không tin á, thì Cam Ly cũng suy nghĩ là tại sao họ không tin, mặc dù á, là họ cũng đã trải qua nhiều cái điều nhiệm màu rồi chứ không phải là không, mà tại sao họ lại không tin, và họ họ không có vận dụng cái điều nhiệm màu này, họ không có cầu nguyện, và họ cũng không, khi mà nói đến thiền định thì họ dậy nảy lên và họ nói là không có thời gian vân vân. Thì thực ra không phải là họ không tin nữa, mà cái bản ngã bên trong họ không cho họ làm cái điều đó, không họ không có buông cái bản ngã ra được để mà họ có thể ngồi xuống để mà họ cầu nguyện một ai đó. Và khi đó đó, cái bản ngã ở bên trong đó, nó sẽ dâng lên, nó dâng lên và nó nói rằng là bạn là giỏi nhất rồi, bạn là có quyền thế và có danh tiếng và có sự nghiệp và có mọi thứ là tự do mình làm đó. Và không cần phải cầu nguyện gì ai hết. Thì đó là cái điều mà rào cản cho rất là nhiều người, và không phải là rất nhiều người nữa, mà Cam Ly nghĩ rằng á, chỉ có một số rất là ít người mới thoát ra được khỏi cái bản ngã đó để mà dũng cảm ngồi xuống. Ngồi xuống để nói rằng là để tôi cầu nguyện, và ngồi xuống để nói rằng là tôi thiền định. Cam Ly trở lại với khách hàng của mình á, có khách hàng á, thường khách hàng của Cam Ly là rất là thành công, rất là thành công trong xã hội, trong sự nghiệp, danh tiếng, và những cái bằng chứng về tài sản, tiền tài vật chất và danh tiếng đó, thì là một cái bằng chứng rất là lớn cho cái sự thành công của họ rồi. Và khi mà Cam Ly nói đến cái điều cầu nguyện và thiền định, thì Cam Ly cảm giác rằng á, gần như là 90% họ không muốn nghe, họ không muốn nghe. Và có, thí dụ như có gia đình là anh rất là thành đạt, và chị thì lắng nghe, và chị vợ cũng cũng tu tập và Phật pháp và thiền, và trong cái việc đi đến cái hồ sơ để mà làm hồ sơ cho tốt đó, thì họ gặp trở ngại rất là nhiều, gặp nhiều cái trở ngại. Và Cam Ly chỉ có một cái lòng tin, thứ nhất á, là mình làm cho khách là tốt nhất, cái đó là cái mà mình cần làm, và cái thứ hai á, là phải có cái lòng tin nữa, có lòng tin nữa. Và Cam Ly luôn có cơ hội là Cam Ly đều đều khuyên khách như vậy. Nhưng mà với một anh mà đã rất là thành công, rất thành công và rất là học rất là cao, bằng cấp mà rất là nhiều, ở trong nước và ở ngoài nước, thì chính cái hồ sơ đó lại là trở ngại trong một cái chương trình rất là dễ dàng trước đó. Cũng là Cam Ly đã giúp giúp để mà là Cam Ly nộp hồ sơ cho Canada, và khi mà đối với chương trình Canada là cần rèn luyện cái việc phỏng vấn rất là nhiều, tập dượt với khách hàng rất là nhiều, và khi Cam Ly với nhân viên liên hệ đến anh này để mà nói rằng là anh ơi, bây giờ mình phải luyện tập thêm nữa, thì anh không,
Không, anh không có thời gian đâu. Rồi nói rồi mình cứ năn nỉ thì anh nói hồ sơ của anh mà rớt là anh chịu trách nhiệm. Hồ sơ của ai cũng đậu, người bình thường người ta cũng đậu, chứ hồ sơ của anh vào anh nói một tiếng thì là người ta sẽ nhận ngay, em yên tâm. Anh mà rớt là anh chịu trách nhiệm. Thì mình nghe như vậy là mình thấy là mình cũng im lặng thôi, im lặng thôi. Và rõ ràng là anh ấy tiếng Anh rất là nhiều, rất là giỏi, rất là thành công. Và hôm đi phỏng vấn đó là cùng với hai gia đình nữa, và một gia đình thì kinh doanh nhỏ bình thường, và một gia đình là kinh doanh ở chợ, gần như là không có kiến thức nhiều, không có tiếng Anh, không có gì hết. Vậy mà hai hồ sơ kia là chấp thuận ngay lập tức, chấp thuận ngay lập tức tại đó. Còn hồ sơ của anh này thì từ chối ngay lập tức. Thì đó là một điều mà Cam Ly tưởng rằng là, và khi nhận cái sự thất bại đó đó, thì vì là khách nói rõ với Cam Ly là anh mà rớt là anh chịu trách nhiệm mà, cho nên họ không nói gì được nữa hết. Và đương nhiên với cái trách nhiệm bên Cam Ly mà hệ hồ sơ rớt là hoàn tiền 100% luôn á, mặc dù mình đã làm rất là lâu năm mà để mà đến khi hồ sơ được phỏng vấn là phải chờ đợi cả 2 năm, và phải tốn kém rất là nhiều những cái chi phí, nhưng mà bên Cam Ly cũng hoàn trả lại hết cho khách hàng. Và sau đó thì anh thấy cái sự uy tín của mình và cái sự nghiêm túc của mình, thì anh lại nhờ nộp tiếp hồ sơ Mỹ. Và cũng là với một cái cách thức như vậy, có nghĩa rằng là không đặt cái niềm tin, và thậm chí rằng là nói rằng làm được thì được, không được thì thôi, anh cũng không quan trọng. Thì khi mà nghe như vậy thì Cam Ly nói vậy thôi, xin lỗi anh, Cam Ly không dám nhận. Vì nếu anh không đặt đó là cái sự quan trọng thì anh cũng không cần phải làm. Và nếu không phải là một cái sự quan trọng thì anh tốn kém như vậy để làm gì? Và nếu nó không phải là một cái sự quan trọng thì Cam Ly cũng không thể giúp được anh. Chỉ khi nào mà anh cảm thấy nó là tốt và quan trọng đối với anh, và anh tin tưởng, anh đặt niềm tin, thì Cam Ly mới có thể giúp. Và Cam Ly từ chối và trả lại tiền, trả lại là nộp tiền nhiều lắm, vài chục ngàn đô đặt cọc ấy. Và trả lại hết. Rồi sau đó thì anh lại suy nghĩ và muốn làm rồi, và nói là ok, bây giờ là làm thật sự và tin tưởng, anh tin tưởng em, cho nên anh phải tới lui với em. Là cái vị khách này phải nói là đến nay là theo với Cam Ly là mười mấy năm rồi, và Cam Ly theo mười mấy năm rồi, và đến nay thì hồ sơ nộp vào rồi, và anh chị này là một trong những hồ sơ mà nộp vào mấy năm rồi không có một câu trả lời. Trong khi đó bao nhiêu hồ sơ nộp sau là đều được chấp thuận. Thì Cam Ly cũng sốt ruột với hồ sơ lắm chứ. Và Cam Ly rất là trân trọng anh chị này, vì anh chị này nói là đặt niềm tin cho Cam Ly rất là nhiều, và cũng là theo dõi từng cái bước mà Cam Ly từ khi mà mới làm một cái văn phòng nhỏ xíu cho đến khi rất là lớn như này. Thì anh chị này cũng nói là đặt niềm tin cho Cam Ly. Nhưng mà đến khi mà Cam Ly gặp gần đây, và Cam Ly bắt đầu nói xa nói gần về cái sự cầu nguyện, về cái niềm tin vào
vào những đấng nào đó mà bất kỳ, thì anh phản ứng một cách gay gắt. Anh không cần cầu ai cả. Tôi là tôi biết là tôi làm cái gì, chứ còn tôi không cần cầu cạnh gì ai cả. Tôi cũng không cần cảm ơn hay là xin lỗi hay là biết ơn gì ai cả. Tôi trả tiền ra và nước Mỹ phải trả lời cho tôi. Đó là cái cách trả lời. Và đến nay thì hồ sơ vẫn nằm ở đó. Em đi sorry nếu như mà anh chị có nghe cái câu chuyện này, thì chắc chắn là cũng không ai biết ai đâu, vì Cam Ly có cả ngàn khách hàng. Nhưng nếu anh chị có nghe cái câu chuyện này thì Cam Ly nói rõ rằng đó là lý do chính đã làm cho nghẽn cái con đường đi đến thành công của anh chị. Cho dù là việc làm hồ sơ định cư Mỹ, anh chị đặt nó nhẹ hay đặt nặng hay đặt trọng tâm hay như thế nào, nhưng nó là một phần cuộc sống của anh chị. Và anh chị đang định cho con cái, là đã cho con cái đi du học, và mình mong đợi một cái sự đoàn tụ gia đình với một cái cuộc sống mới. Nhưng mà điều đó là đã làm tắc nghẽn mình. Thì đó là điều mà Tâm Lý muốn nói, đó là có tin, có lành, có thờ, có thiên, có tin, có lành. Và ngay cả Cam Ly biết rằng nhiều gia đình là người phụ nữ thì rất là tin tưởng hoặc là rất là thờ phượng và cũng có tâm cầu nguyện. Nhưng người đàn ông thì họ rất là khó đặt cái tôi của họ xuống, và họ nghĩ rằng những cái mà họ đạt được đó là do tôi làm được. Thì ở đây Cam Ly với tư cách là một người đã thành công, Cam Ly nói rõ rằng không có cái gì là do tôi làm được cả nha. Không có tôi nào làm được ở đây cả. Cho dù cái sự thành công đó của anh chị, và cái sự thành công đó, anh chị hãy nhớ lại đi xem mình đã cầu nguyện ra sao để mà có được, để mà có được cái sự thành công cho đến bây giờ. Và khi mà không được như ý đó thì đổ thừa cho tất cả mọi người xung quanh. Và khi mà đã đạt được những cái sự thành công á thì cũng không biết ơn cho cái sự cầu nguyện đó và nói rằng là tôi làm được những cái đó và tôi không cần gì phải xin ai cả. Thì đó là tiếng nói của bạn ngã. Thực sự đó là tiếng nói của bạn ngã. Và khi mà họ gặp trong một cái sự bế tắc á, thì bạn ngã chạy mất tiêu. Bạn ngã chạy mất tiêu. Thì khi đó, đó họ mới phát cái tâm ra để mà cầu nguyện. Thì không phải là giờ phút nào cầu nguyện cuối cùng cũng đạt được đâu. Không phải đâu. Mà phải có một cái sự, cái tâm, cái lòng thành trong suốt cái cuộc đời của mình. Có một cái sự thành kính và tôn kính cho những cái điều mà mình đạt được đó. Cho dù nó rất là nhỏ, cho dù là ví dụ mình làm lương 10 triệu mà tăng lên 20 triệu là mình cũng cảm ơn trời Phật rồi. Chứ đừng nói là xây ra được một cái sự nghiệp rất là lớn lao và cứ nghĩ rằng là đó do mình là học này học kia học nọ, có bằng cấp có này kia cho nên mới xây được sự nghiệp như vậy. Đúng rồi, ngay cả bằng cấp cũng mình cũng đã có cái lòng thành cho nên mình mới lấy được bằng cấp. Và ngay cả là những cái sự lấy được hợp đồng này, lấy được hợp đồng kia và
tạo lập được tài sản này kia cũng là đã có những cái sự cầu nguyện ở trong đó nên mới đạt được cái điều đó. Và có phải là nhiều khi mình cũng nhờ vợ mình nằm với vợ mình nói rằng là em ơi, anh muốn là mua được cái nhà kia, thế là ngày mai vợ ra thắp nhang cho ông bà để là xin để mua được cái nhà đó, và mình mua được và mình nghĩ rằng là tôi đâu có cầu nguyện ai đâu thì cái đó là cái có thể gọi là một cái nguy hiểm chết người của nhiều người đó. Nhiều người. Cam Ly may mắn một điều là mình là phụ nữ, là một, và mình đặt cái tôi của mình xuống được. Mình chiêm nghiệm và mình luôn có cái lòng thành cảm ơn biết ơn những cái điều mà xảy ra đối với mình cho nên đó là mọi việc nó cứ thế là đến và đến nay á là mình rất là rõ ràng, rất là thấu suốt và rõ biết rằng cái bản ngã này á, hoặc là cái tôi này á, tôi Dương Cam Ly này á, thực ra chỉ là một cái màn hình, một cái thể xác đang đại diện nơi đây thôi. Mà cái mà làm được ấy, là do linh hồn của mình có được một cái sự dẫn dắt, một linh hồn tối cao mà đã dẫn dắt được cái cơ thể này để mà làm được nhiều điều lớn. Và cứ như vậy mà những cái điều nhiệm màu nó cứ xảy ra. Ví dụ Cam Ly thí dụ như cầu nguyện là cho con có chọn được những cái dự án lớn, tốt và hàng đầu thế giới. Thì ngay sau đó luôn thì là nhận được cái dự án rõ ràng là hàng đầu thế giới. Ví dụ như năm 2015-16 đó là một cái thời gian rất là quan trọng trong những cái hồ sơ EB-5 mà đùng một cái thì nhân viên của Cam Ly nghỉ để mà làm cho một cái đơn vị khác, rồi đối tác dự án của mình cũng là hủy ngang hợp đồng với mình để mà làm với một đơn vị khác trong ngành, thì mình rất là đau buồn vào cái lúc đó. Thì mình cầu nguyện, ban đầu thì mình với một cái sự tức giận thì mình nói là mình phải kiện. Và những cô nhân viên này là đã phá vỡ hợp đồng của mình, là một với đối tác cũng phá vỡ hợp đồng và luôn là làm cho mình bị mất mát rất là nhiều. Thì mình nói là phải kiện mấy người này. Nhưng mà sau đó thì có nhiều cái tiếng nói xung quanh cũng như là trong đầu của mình rằng là thôi không có cần phải để tâm đến họ nữa, không có cần gì phải là kiện tụng và mình vẫn làm được tốt. Và khi đó là trong hồ sơ dự án EB-5 là có một công ty lớn hàng đầu ở tại New York, là nổi đình nổi đám, rất là lớn luôn. Và những công ty ở bên Trung Quốc ai cũng mong muốn là nhận dự án của đơn vị đó hết. Thì mình thấy công ty này rất là lớn luôn và thấy họ chưa có đến Việt Nam. Thế là mình cầu nguyện, mình nói là mình cứ ngồi vậy mà nói với mình thôi, nói với mình rằng là cầu làm sao cho con lấy được cái hợp đồng với công ty đó. Và mình mở trang web của họ ra và khi đó là mình chưa hề biết gì đến
đến Ho'oponopono và chưa biết đến tâm linh hay chưa biết đến phát triển bản thân nha, là lúc đó là 2015 á. Thì á, mình mở cái trang web của công ty đó ra và mình cứ thấy là cầu nguyện thôi, cầu nguyện là nói với bản thân mình á, nói là làm sao để cho Camly lấy được cái hợp đồng với cái đơn vị này nè, và trở thành cái đơn vị hàng đầu trong ngành. Nói mà trong nước mắt đó. Lúc đó là rất là xúc cảm luôn, vì á, nhiều cái áp lực nó xảy ra làm cho mình đau đớn quá, mình thấy mất mát nhiều quá. Có nghĩa rằng là nhân viên mình dạy dỗ mình rất là thương yêu vân vân, nhưng mà họ ra đi và với những cái cách hành xử mà không đúng nữa, làm cho mình cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Rồi đối tác đó, họ cũng là quay ngoắt và cũng làm cho mình tổn thương, và mình cảm thấy là phải nói là rất là đau đớn. Và mình may mắn là chưa bao giờ bị bồ đá, nhưng mà bị nhân viên với đối tác là đá bụp 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 bụp. Mình hay nói vui á, là hên quá, coi như là anh xã của mình á, là luôn cận kề bên cạnh, rất là yêu thương, rất là chung thủy thủy và rất là quan tâm. Và đó là một cái nguồn an ủi cực kỳ lớn. Thì đó là cũng là một cái phước may mắn cho mình. Thế là khi mà mình cầu nguyện về cái công ty kia, rồi mình gửi người, mình nhờ một số luật sư là liên hệ với công ty đó giúp mình. Rồi nhờ những người rất là tài giỏi luôn, liên hệ để mà họ giới thiệu với họ là thị trường Việt Nam lớn nè, và ở đây nè tôi là Imika nè, làm hồ sơ rất là tốt vân vân. Nhưng mà họ không hề quan tâm luôn, họ nói họ thị trường nó nhỏ quá, số lượng nhỏ quá, và họ không có họ không quan tâm. Và họ nói vậy thì nói chung là họ ra những cái yêu cầu yêu sách rất là lớn mà không có đáp ứng được. Vì thị trường của mình còn số lượng hồ sơ ít như vậy thôi, còn họ thì họ tính là cả cả vài trăm đến cả ngàn vài ngàn hồ sơ. Vậy đó mà nhiều người liên hệ thì không được. Cuối cùng là mình cũng tiếp tục cầu nguyện. Vậy mà sau đó thì sếp cao của công ty đó tự nhiên lại liên hệ với mình, liên hệ tự tìm cái website và gọi cho mình để hỏi về thị trường Việt Nam vân vân. Thì khi mà nhận được điện thoại thì mình phải nói là quá là vui và rất là choáng ngợp luôn. Nhưng mà đương nhiên mình cũng giữ cái sự rất là điềm tĩnh, rất là điềm tĩnh an nhiên. Rồi sau đó đó, cái vị sếp đó là ở New York, Vice President á, là chỉ sau cái người chủ lớn nhất của tập đoàn đó, tổng tập đoàn đó là rất là lớn, họ lớn chắc là gấp gấp trăm lần của Vingroup á, ví dụ vậy, là công ty ở New York. Thì họ đến, vị sếp đó đến để mà gặp mình và thỏa thuận. Và mình lúc đó và luôn trong hồ sơ EB-5 thì lúc nào cũng mình cũng yêu cầu là phải ký độc quyền với tôi thì tôi mới giới thiệu ở thị trường Việt Nam được. Vì sao? Vì nếu như ký một mình với tôi thì tôi sẽ bảo vệ dự án cho anh để không bị nói xấu. Còn nếu như mà anh rải dự án, có nghĩa là đưa ra rất là nhiều đơn vị, cả chục đơn vị luôn á, thì sẽ có đơn vị họ bán được á, thì họ nói tốt. Còn đơn vị họ không bán được á, thì họ sẽ nói xấu. Thì sẽ không có ai bảo vệ anh được. Cho nên á, nếu anh muốn thì tôi sẽ nhận độc quyền cho anh. Và lúc đó mình với cái tư thế rất là nhỏ bé. Nhưng mà mình nói chuyện rất là ngang hàng, rất là
trân trọng, tôn trọng và rất là lý lẽ và rất là phải trái và yêu cầu một cái sự trân trọng và tôn trọng từ đối tác lớn đó. Thì họ nghe mình giải thích và họ cũng rất là tôn trọng và họ giao cho mình độc quyền cái hợp đồng để mà bán tại thị trường Việt Nam. Và cái việc đó là một cái sự kiện phải nói rất là lớn trong trong thị trường. Và từ cái việc đó mà tăng cái tên tuổi của Imika lên rất là nhiều. Thì kể cái câu chuyện này á, thì để mình nói rằng á, là tại sao mình lại gặp được những cái mối lớn quá vậy? Thí dụ vậy, hay là những cái cơ hội nó rất là lớn và tưởng chừng như là nó nằm ngoài tầm tay á. Nhưng mà với một cái lòng tin rất là kiên định là mình cầu nguyện để mà đạt được những cái điều này. Thì sau đó và đương nhiên sẽ còn nhiều cái câu chuyện nữa. Và khi mà rồi thí dụ như là cần khách hàng nhận độc quyền dự án về thì phải có khách hàng chứ. Thì có khách hàng, đương nhiên mình cũng làm tất cả mọi việc một cách rất là chuyên nghiệp và cộng thêm là với một cái lòng tin, với một cái sự cầu nguyện rất là mạnh mẽ nữa, thì ngay lập tức là khách hàng đến mỗi lần như vậy là cả vài trăm khách hàng dự hội thảo và ký hợp đồng, ký deposit ngay lập tức là vài ba chục khách hàng là chuyện bình thường. Đó là một con số rất là lớn so với thị trường nhỏ như Việt Nam. Thì đó là cái mà một trong những cái câu chuyện mà nó đã làm thay đổi những cái nhận thức rất là lớn của bản thân Camly, cũng như là làm thay đổi cái tên tuổi của mình trong kinh doanh. Rồi sau đó nữa thì cũng gặp rất là nhiều chuyện nhiệm màu như vậy xảy ra. Thì làm cho Camly là có một cái niềm tin và trở nên có một cái đức tin rất là to lớn. Và cho đến nay thì nhận được rất là nhiều những cái thiên ý, những cái ý tưởng rất là vĩ đại, rất là vĩ đại. Phải nói là từ cha Thượng Đế đưa đến cho mình trực tiếp cho con. Và ta tin là con làm được. Wow! Nó lớn lắm, nó vĩ đại lắm. Đó là những điều nhiệm màu mà Camly có và gặp phải, có được. Và đến nay thiền định nữa đó, thiền định nữa thì giúp cho Camly duy trì được miên mật, là duy trì được nhiều dài lâu những cái điều nhiệm màu này, chứ không phải là lúc được lúc không, rồi lúc hên lúc xui, lúc may mắn lúc không may mắn, không phải. Mà khi mà mình thiền định như vậy đó thì mình kết nối thường xuyên, kết nối với các đấng tối cao, bất kỳ là mình tin vào ai thì mình đều có thể kết nối được và mình cảm nhận được cái năng lượng và mình biết được các vị ấy đang hiện diện, đang tồn tại như thế nào. Và khi đó thì đương nhiên mọi việc là nó rất là tuyệt vời luôn. Đó là người tính không bao giờ qua trời tính đó. Không bao giờ qua được trời tính đó. Cho nên mình nhận được những cái tính toán của trời, của Thượng Đế, của các đấng tối cao. Thì phải nói là nó là quá là tuyệt luôn, quá là vĩ đại luôn. Nên từng bước đi của mình rất là tin tưởng, rất là tin tưởng. Mà thí dụ như khi mà xảy ra, Camly kể tiếp là trước khi mà xảy ra COVID đó, đó là Camly nhìn thấy trước được cái hình ảnh mọi người
tự nhiên những cái hình ảnh đó nó làm mình rúng động. Thì khi đó, đó là Tết năm 2020 đó, thì khi đó mình đang ở Việt Nam cùng với gia đình tổ chức hội thảo rất là lớn. Thì mình ôm mẹ, mình ôm em, ôm ba, nói là ba mẹ bảo trọng, nhà mình bảo trọng, sắp tới là người ta chết nhiều lắm, người ta chết hàng loạt hàng loạt. Thì nhà mình là nói, con nói gì mà ghê vậy. Đúng rồi, con mà lúc đó mình cũng không có nói gì, giải thích gì nhiều hết đó. Nhưng mà khi đó đó thì mình thấy rõ ràng là hình ảnh đó là người chết chôn tập thể rất là nhiều luôn. Thì sau đó một tháng, hai tháng đó, khi mình quay về lại ở Mỹ thì là lúc đó là giới nghiêm luôn đó, là tháng tháng 2, tháng 3, tháng 4 đó. Thì khi đó thì mình cũng không hề thấy cái hình ảnh gì như là mình thiền mà mình nhìn thấy đó. Rồi mãi đến sau đó thì mới thấy cái hình ảnh đó ở trên internet từ từ châu Âu và từ Ấn Độ. Thì rõ ràng là cái hình ảnh đó nó đã đi trước và mình đã thấy được nó trước. Thí dụ như vậy. Đó là những cái điều mà mầu nhiệm mà mình gặp được thì nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Và khi mà đi vào với thời gian COVID thì mình biết chắc rằng là cái này nó là một cái một cái cuộc đại sàng lọc luôn, rất là lớn luôn. Và tuy nhiên là mình được hướng dẫn rằng là bây giờ con hãy ra để mà hướng dẫn cho mọi người, dạy cho mọi người biết về những cái ngành nghề này, dạy cho mọi người học về những cái điều này. Và khi đó đó là mình bung ra. Khi mà mọi người bắt đầu là xếp lại, bắt đầu là thấy là xung quanh là đang là suy thoái và phá sản và thất nghiệp và đóng cửa đó, thì mọi người là đều phải lo gom lại hết. Nhưng mà mình thì lại bung ra, vì các ngài hướng dẫn thì mình hoàn toàn tin tưởng vào cái sự hướng dẫn của các ngài. Và các ngài hướng dẫn là con lúc này là cái lúc mà giúp để mà thứ nhất đó là tạo công việc cho mọi người, thứ hai á là như là một cái nơi để mà mọi người được nâng đỡ về tinh thần vậy đó. Thì mình xua nhân viên ra để mà triển khai cái chương trình là chương trình đại sứ đầu tư toàn cầu đó, GIA đó. Và khi mà mình ra cái chương trình đó thì đương nhiên là nhiều người cảm thấy là nó không có hợp lý. Ngay cả người thân hay là gia đình hay là một số khách hàng thân thì họ nói em hãy lo chuẩn bị để mà những công ty lớn người ta còn đang đóng cửa kìa. Những cái công ty rất là lớn và tập đoàn quốc tế đó, họ tìm được tài chính rất là nhiều đó, thì họ phải đóng cửa rất là nhiều những cái showroom, những cái cửa hàng hay là những văn phòng của họ rất là nhiều. Mà mình thì mình nhỏ bé thôi chứ đâu có phải lớn lao gì, mà mình lại bung ra. Vào lúc đó thì mọi người nhìn thấy là chỉ thấy là thua thôi, nhưng mà không phải. Thì mỗi một cái chiến lược nó sẽ hợp lý, và khi mà mình tin tưởng thì mình cứ vậy là mình đi thôi, mình làm theo đúng như những cái thiên ý, những cái ý của các vị thần thánh và cả Phật Chúa, Đức Chúa nữa, rồi các vị Bồ Tát hướng dẫn. Thì mình cứ đi theo và mình lắng nghe và mình cứ làm theo như vậy. Đó thì nhiều vô vàn luôn. Thì ok, để mọi người có cơ hội đặt câu hỏi, và Jenny có muốn chị kể thêm cái câu chuyện gì nữa không thì chị sẽ
tâm sự thêm với mọi người, và để mà có một cái kết luận với mọi người rằng là mọi người đã ở đây rồi á, thì mọi người đã có một cái niềm tin cho dù là nhỏ bé nào đó, thì hãy đi theo, hãy theo với chánh pháp và những cái chánh tín, là những cái niềm tin đúng, những cái niềm tin vào những ngài, những đấng tối cao mà đã hiện diện, như là Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi Đức Chúa Giêsu, rồi Mẹ Maria. Mẹ Maria khi mà đã có rất là nhiều người tin tưởng và cầu nguyện mẹ, và mẹ đã đáp trả, và cũng như là Mẹ Quán Thế Âm, Mẹ Maria và Mẹ Quán Thế Âm có cái mối liên quan rất là mật thiết, và Mẹ Quán Thế Âm cũng vậy, khi mà cầu nguyện đến mẹ và mẹ xuất hiện rất là nhanh chóng, và nhất là những người mà đang gặp những cái nạn rất là lớn mà có một cái niềm tin, thì là cầu nguyện là mẹ xuất hiện liền đó. Và hãy tin và cầu nguyện hàng ngày, chứ không phải là đợi đến khi gặp biến mới cầu nguyện, chưa chắc là lúc đó đã hữu hiệu, mà hãy tạo cái niềm tin cho mình ngay từ bây giờ, ngay từ mỗi ngày. Rất là chạm đó chị Cam Ly, thật sự ra hôm nay rất là chạm. Cho mình ngồi nghe rất là mê say, rất là chạm từ bên trong cho tới cả cái năng lượng cũng như là những cái thông tin bên ngoài, những câu chuyện. Giống như là một cái điều khẳng định từ một người chị, một người đồng đạo. Tuy nhiên chị là một người rất thành công, chị rất là chuyên nghiệp trong từng cái bước chân cho những đối nhân xử thế từ đời tới đạo. Cái sự chuyên nghiệp và cả cái sự sâu sắc bên trong. Thì hôm nay chị trao ra những khẳng định, gần như sự khẳng định về sự mầu nhiệm trong cầu nguyện đến cho cộng đồng cũng như tất cả mọi người. Thì đây là một cái giá trị, một cái nguồn năng lượng chị đẩy ra rất là lớn để giúp vào cái tâm khảm của mọi người. Bởi vì Jenny biết rằng là có rất là nhiều cái tầng giác, và cũng như là nhiều các anh chị trong các ngành nghề khác nhau, những kinh nghiệm khác nhau đang theo dõi chương trình đó chị Cam Ly. Và đây sẽ là một cái nguồn năng lượng lan tỏa rất cần thiết đến cho tất cả mọi người. Cũng như là chị nhắc rất nhiều, chị vừa nhắc đến luôn cầu nguyện mỗi ngày, chứ không đợi khi có cái gì đó thì mới cầu. Thì làm cho Jenny nhớ đến một cái câu nói của mẹ Jenny ngày xưa đó chị Cam Ly. Mẹ nói cũng dặn dò là phải cầu nguyện đấy, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày nha con. Không có đợi khi nào có chuyện con mới cầu, để mà nói cho nghe là tại sao. Bởi vì á, khi con cầu á, giống như là con kêu mẹ ơi con ở đây, mẹ ơi con ở đây, mẹ quen là con kêu mỗi ngày. Thì khi mà con có cái việc gì con kêu là mẹ sẽ nghe liền. Thì đó là một cái hiểu của người người trước đó đó chị Cam Ly. Những người lớn tuổi hơn thì các bác, các chú, các cha, các mẹ sẽ có một cái giải thích đó rất là niềm tin thôi như vậy. Và khi mà hiểu hơn, sâu sắc hơn về tâm linh thì em càng hiểu cái câu chị vừa khuyên mọi người rất là cần thiết. Bởi vì á, mình ở rất xa các ngài trong thực tế. Thực tế rằng quốc độ mình có rất là nhiều tầng trời, có rất nhiều cung cõi mà trong cả khoa học và tâm linh đều ghi nhận cái điều đó. Như khi chị Cam Ly hay chia sẻ với nhân viên về cái video của vũ trụ. Dạ. Thì khi mà mình kết nối, bởi vì năng lượng của mình nằm ở một tầng khác, khi mình có cái sự kết nối kêu gọi, nó một cái sự năng lượng kêu với tới, nó như một cái connection, một cái đường dẫn đến với một cái vị đấng tối cao nào đó, giữ xuyên suốt cái con đường đó, thì khi có việc mình kêu các ngài sẽ kết nối được liền. Còn nếu mình không tự xây cái con đường năng lượng, cái kết nối năng lượng của mình á, thì khi mình có kêu đôi lúc cũng không chạm được đến các ngài. Thì đó là một cái điều rất là trí tuệ mà chị vừa chia sẻ với mọi người. Thì Jenny cũng có một cái câu hỏi sơ sơ cho mọi người trước, ở vui thôi ở đây, và sau đó một câu hỏi nữa cho chị Cam Ly. Thì
Một câu hỏi rằng Jenny đố mọi người là tại sao mẹ Quán Thế Âm ở đây trong đây ai đạo Phật thì cho Jenny xin số 3 nha. Yes vào khung chat. Tại sao Yes mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát lại có tên là Quán Thế Âm vậy ạ? Dạ xin mời mọi người ạ. Dạ thì thôi Jenny nói luôn. Dạ mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát có tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Xét. À, cũng gần đúng nha Vân Anh. Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là mẹ luôn nghe Quán Thế, đúng rồi, mẹ vì mẹ quan sát, đúng rồi, mẹ luôn quán tới cái thế gian. Và vì cái âm thanh chúng sinh kêu tới mẹ, mẹ sẽ nghe, ngàn mắt ngàn tai mẹ sẽ quán xét và mẹ nghe đến chúng sinh những lời kêu cầu, cho nên mẹ có tên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cái điều mà chị Cam Ly vừa chia sẻ với mọi người, cái câu chuyện về mẹ Quán Thế Âm cũng có thể là rất là thực tế, và chị là một minh chứng để chúng ta có thể có thêm niềm tin, động lực. Thì chị Cam Ly, như Jenny biết á, có rất là nhiều dạng, nhiều cái niềm á chị, nhiều cái ngã khác nhau nha, để mà luồn lách trong cái việc cầu nguyện. Ví dụ có những cái trường hợp như chị chia sẻ, có những trường hợp khác nữa là không cầu, bởi vì cứ nghĩ rằng là mình cầu là mình tham, cái đó nó vi tế hơn một chút nữa. Cũng có nhiều người không cầu vì vì cảm thấy rằng là chính giống như chính bản thân họ có thể là trong tâm linh luôn, có thể là họ sẽ không muốn chấp cái ngã vào cái điều cầu nguyện. Hoặc là có những người cũng cầu nguyện chị Cam Ly, cũng tin cũng cầu nhưng lại không đạt, không 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 đạt được giống như là họ mong cầu vậy. Vậy thì theo chị Cam Ly thì cái yếu tố nào mà thật sự để giúp cho cái lời cầu nguyện của mọi người sẽ có được cái kết quả? Dạ, em cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều ạ. Ừ, đúng rồi. Cảm ơn Jenny. Câu hỏi rất là đúng, rất là hay. Cũng có nhiều người đã cầu nguyện nhưng mà không đạt được như ý nguyện và trở nên không còn niềm tin. Và trở nên có thể gọi là mất niềm tin và trở nên chán ghét luôn. Và trở nên có thể nói là phỉ báng, thì á cái điều đó là rất là nguy hại cho mình, rất là nguy hại cho mình. Vì mình càng có cái tư tưởng đó đó thì mọi người sẽ thấy rằng á là cuộc sống của mình lại càng đi xuống, càng oán trách thì cuộc sống lại càng đi xuống. Và nghe ai đó nói rằng là hãy cầu nguyện đi, hay là hãy thờ đi, hãy tin tưởng đi, thì trong tâm lại nổi lên cái sự giận dữ. Thì cũng rất là thương cho những người đó. Có những người bệnh á, Cam Ly có thể kể cái câu chuyện màu nhiệm rằng á, là Cam Ly cũng đã từng phụ giúp để mà chữa bệnh cho những người bệnh, và thậm chí bệnh ung thư luôn, bằng cái sự cầu nguyện, bằng cái sự cầu nguyện. Và họ đã vượt qua, họ vượt qua. Và một điều rất là làm khi mà họ ở trong cái thế bí đó thì họ cũng tin và họ cũng cầu nguyện. Và khi mà họ vượt qua rồi ấy, thì họ lại không không nhớ nữa, và họ tìm những cái lý do đủ thứ để mà họ họ không có ngồi xuống. Thì cái đó nó cũng là vì cái bản ngã, vì cái bản ngã, cái tôi của họ. Ví dụ như họ nói tôi đường đường là một giáo sư như vậy, hay là tôi đường đường là một người thành công như vậy, mà như vậy sao? Đó là vì là hoặc là cái bản ngã, hoặc là họ nghe những người xung quanh nói những cái chữ như là mê tín hay là gì gì đó, đó
và cái bản ngã của họ đó, lấy những cái lý do đó để mà ngăn chặn họ lại. Rồi còn quay lại á, là như vậy tại sao có những người đã cầu nguyện mà lại không được như ý? Thì ở đây Cam Ly phân tích một cái điều này. Cầu nguyện là nó có hai vế. Cầu là mong cầu. Nguyện là hạnh nguyện. Nghĩa rằng là cầu cái điều gì đó để nguyện gì đó. Thì nếu như chỉ cầu không thôi á, thì là như vậy. Cầu cho tôi mua được nhà. Hoặc là cầu cho tôi đạt được cái điều đó. Cầu cho... Họ nói sai là như vậy. Cầu nguyện cho tôi đạt được cái điều đó. Rồi là xong. Đó là sai nha. Cầu nguyện cho tôi thành công trong cái việc đó. Rồi. Và họ nói như tới đó thôi. Cầu nguyện cho tôi kiếm được 1 triệu đô. Hoặc là cầu nguyện cho tôi có được thẻ xanh Mỹ. Họ nói mới tới đó thôi. Thì thiếu nha. Thiếu, và cái thiếu này rất là nghiêm trọng. Thì cái đó là mới là cầu thôi. Cái đó là mới là cầu thôi. Chứ chưa có nguyện. Chưa có nguyện. Mà nguyện là gì? Nguyện đó là nguyện cái điều đó để làm cái gì đó. Cầu cái điều này đó để nguyện cho ai đó. Và nếu như mà cầu cho tôi và gia đình tôi ấy, thì có thể là sẽ rất là khó để mà đạt được. Và ơn trên sẽ có thể thấy rằng đó là có thể nó không không có một cái tâm nguyện, chưa có một cái tâm nguyện. Thì á, như vậy thì làm sao để mà đạt được hơn? Đó là cầu cho tôi mua được nhà để mà gia đình được sống hạnh phúc. Thì cái điều hạnh phúc đó của bản thân mình và của gia đình mình là bao gồm là vợ con của mình, con cái của mình hay cha mẹ của mình. Thì đó là cái điều nguyện. Nguyện cho một ai đó. Thì nguyện cho một ai đó bên ngoài mình đó, nữa đó, thì sẽ đạt được tốt hơn. Nếu như chỉ cầu nguyện cho bản thân mình đó, mà nói đó là đã nguyện đó, thì đó là chưa có nguyện nha. Giống như là cầu nguyện cho tôi có 1 triệu đô, thì cái đó là chưa có nguyện đâu. Mà cầu nguyện cho tôi có được 1 triệu đô để tôi giúp gia đình của mình sống tốt hơn, và nếu như tốt hơn nữa đó, thì nguyện tôi có thể làm được một vài điều từ thiện, giúp người nào đó, giúp đời, giúp ai đó bên ngoài mình. Cho dù là giúp cho con mình thôi cũng tốt, hay là giúp cho cha mẹ của tôi sống, thì sống sống tốt hơn, thì đó cũng là tốt. Đó, thì vì cái lợi ích của người khác. Yes, đúng rồi đó. Có nghĩa rằng là cái đó mới gọi là đã cầu và đã nguyện. Thì như vậy thường là mọi người hay hay cầu nguyện thiếu. Thiếu nghĩa rằng là cầu nguyện cho tôi giàu có, hay cầu nguyện cho tôi thành công, cầu nguyện cho tôi đạt được cái này cái kia. Nhưng mà chưa có nguyện. Chưa có nguyện. Thì phải có nguyện. Phải có nguyện là nguyện để mang cái điều này giúp cho gia đình sống tốt hơn. Thì một gia đình sống tốt hơn thì cũng đã tốt hơn cho xã hội rồi. Và nếu như mà bạn muốn cái điều cầu nguyện của mình mà nhanh chóng hiện thực nữa đó, thì tôi nguyện để mà giúp thêm cho một ai đó, những ai đó,
có thể là cho thêm học bổng cho trẻ em, hay là cho thêm làm từ thiện cho người nghèo, hay là giúp thêm cho xã hội bà con lối xóm. Ví dụ như là nguyện cho tôi xây cái nhà cho đẹp, và tôi xây một cái sân hay là một cái con đường đẹp để cho mọi người cùng đi, ví dụ vậy. À thì cái đó là nguyện. À thì khi mà nguyện cho lợi ích cho người khác nữa thì cái cầu nguyện của mình nó mới hữu hiệu. À thí dụ bệnh đi, thí dụ bệnh, cầu nguyện cho tôi khỏe. Cầu nguyện cho tôi khỏe không thôi thì chưa có tốt, chưa có được, vì là bạn khỏe để làm gì? Bạn khỏe mà không có hữu ích gì cho đời, cho người, cho xã hội thì cũng đâu cần thiết đâu. Hả? Nên là nguyện cho tôi khỏe để mà ví dụ như là tôi còn giúp con tôi còn giúp cho chồng, cho vợ tôi giúp cho tôi nuôi con tôi lớn để mà giúp cho xã hội, thì cái đó cũng là nguyện rồi đó. À nên á là và đương nhiên là cộng thêm với cái sự thành tâm. Thành tâm có nghĩa là mình đã cầu nguyện thì mình tin tưởng và mình thành tâm. Và khi mà mình đã cầu nguyện rồi thì sau khi được thì mình hãy trả lễ đúng với cái mình nguyện nha. Một số người thì cũng biết cầu nguyện, có nghĩa là cầu cho tôi được như vậy rồi tôi sẽ đi làm từ thiện, ví dụ vậy. Nhưng mà hoài không có đi làm, không làm từ thiện đó, thì cái đó cũng là một cái vấn đề lớn ạ. Hoặc là đó thì đây là Cam Ly hướng dẫn cái cách đúng cho mọi người. Thì có tin thì có lành thôi, và có tin thì sẽ có thành tựu, sẽ có những cái thành công và thành tựu đến với mình. Còn không tin thì cũng không sao, có nhiều người không tin hoặc là tin nhưng mà lại không bước qua được cái ngã của mình. Cái ngã nó bự quá, nó lớn quá, nó chặn mình lại. Nó không cho mình chắp hai tay lên để mà nguyện với một ai đó. Thì cái vấn đề này gặp rất nhiều ở những người có bằng cấp, có học hành cao, hay là có vị trí xã hội, thì họ mắc cỡ. Họ mắc cỡ và họ cứ thấy kỳ. Thì á, Cam Ly chỉ cho, thì mình làm trong tâm của mình, hay là mình làm trong phòng riêng của mình trong nhà của mình nguyện trong tâm của mình, và mình nguyện trong nhà của mình để khỏi có phải ai thấy. Thì á, mình dụ cái bản ngã của mình phải nói với cái bản ngã của mình, nói là chúng ta phải nguyện đấng tối cao chứ. Đấng tối cao là đấng mà đã cho chúng ta tất cả những cái điều này, cho nhà, cho cửa, cho tiền bạc, danh vọng, địa vị, cưới vợ được, cưới có con được, là cũng là đã là có ơn phước rồi. Mọi người có thấy nè, cái duyên mà gặp được đúng người chồng và người vợ của mình sống với nhau, thì cái đó cũng là một cái điều mầu nhiệm. Nhớ lại xem có phải là mầu nhiệm không, giữa một cái biển người như vậy mà hai người đúng với nhau sẽ gặp được nhau và sống được với nhau dài lâu, thì đó là một cái điều mầu nhiệm. Rất nhiều điều mầu nhiệm như vậy đã xảy ra trong cuộc đời của mọi người, đúng không? Nhưng mà mọi người vẫn hoặc là không chịu tin, hoặc là giả đò không tin, hoặc là bị cái bản ngã nó che khuất đi. Thì quay trở lại đó, phải có cầu, cầu là cầu xin, và có nguyện là nguyện vì cái lợi ích của ai đó bên ngoài bản thân mình, thì cái lời cầu nguyện đó nó sẽ hữu hiệu và sẽ tốt rồi. Và Cam Ly khẳng định với mọi người rằng hiện nay bản thân Cam Ly
là một người mà đã có tu tập mà hàng ngày, và có thể gọi là tu tập trong từng giây từng phút. Thì á, Cam Ly đang có nhiệm vụ là phải nói ra với mọi người, chia sẻ ra với mọi người. Và có thể rằng là mỗi một cái duyên của mỗi người sẽ gặp một cái người khác nhau. Có người thì muốn nghe những vị mà đã tu đắc đạo rồi nói chuyện và được giác ngộ, được khơi thông thì rất là tuyệt, rất là tốt. Và có những người là đang giữa đời, chưa có biết gì về về đạo cả, thì có thể là chúng ta may mắn gặp nhau và các bạn đang nghe Cam Ly nói. Thì Cam Ly là một người mà ở trong đời đã kinh doanh, đã trải, từng trải rất là nhiều, và nay thì bước vào con đường đạo và vừa vừa đưa 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 đạo vào đời và đưa đời vào đạo. Nghĩa là những ai mà đang tu tập giữa đời thường thì cần những người giữa đời thường hướng dẫn nói chuyện. Thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho Cam Ly nha. Rất là xúc động đó chị Cam Ly. Đưa đời, mang đạo vào đời, mang đời vào đạo. Rất là xúc động. Và những cái câu chuyện này sẽ chạm đến nhiều người cũng như tỉnh thức. Bởi vì Jenny cũng nhận được những cái tin nhắn như là chúc cuối tuần an lạc, hôm nay đúng chủ đề anh đang cần, đang vừa vẽ vừa mở để chuẩn bị nghe chị Cam Ly và anh chia sẻ thì đúng chủ đề. Đôi lúc vũ trụ sẽ an bài với chị Cam Ly. Có một cái câu là Phật độ hữu duyên nhân, nghĩa là chính Đức Phật cũng nói cái điều đó, nghĩa là mỗi người sẽ có một cái duyên với mỗi người khác nhau để mà đồng hành cùng với nhau trên con đường đi đến tỉnh thức. Thì Jenny thấy có những cái comment rất là rất là hay, để Jenny cũng đọc cùng mọi người và cũng sẽ có câu hỏi sau đó dựa trên cái comment này với chị Hiệp Nguyễn. Cảm ơn chị Cam Ly Dương là nhà tài trợ bộ phim Hạt giống tỉnh thức. Trong giai đoạn dịch bệnh và em đã nhận ra thông điệp chỉ con đường tu tập và thiền định sẽ là lá chắn bảo vệ vượt qua những thử thách. Thì đã có comment của một chị như vậy thì em cũng thì em cũng mời chị có vài lời chia sẻ đến mọi người luôn về cái cầu và cái nguyện. Đôi lúc cái nguyện nó đi trước cái cầu, phải không chị Cam Ly ạ? Em mời chị. Đúng rồi. Có khi nguyện rồi mới cầu thì cái đó còn cao hơn nữa. Và cảm ơn bạn đã xem bộ phim, cuốn phim Hạt giống tỉnh thức. Và đây cũng là một sự màu nhiệm mà đã xảy ra với Cam Ly. Thì khi đó Cam Ly đã bắt đầu bước vào thiền. Thì có mẹ Quán Thế Âm mà xuất hiện rất là nhiều lần. Và khi đó đó mình đang làm những cái dự án rất là lớn, bắt đầu bắt tay vào hay cuối 2019 đó, là đã bắt tay vào dự án công nghệ lớn, mà trong khi đó trong tay của mình thì chưa có gì nhiều về những cái nguồn lực đó cả. Nhưng mà mình cứ yes thôi, thì mình biết là khi các ngài đưa đến là chắc chắn là các ngài sẽ đưa đến các nguồn lực. Mình hiểu điều đó vì mình vừa học vừa đọc sách vừa rất là nhiều điều. Có nghĩa rằng là khi mà các ngài đưa đến những cái dự án lớn hay là những cái nhiệm vụ rất là lớn thì nếu như là một người can đảm thì sẽ nhận nó ngay như là một cái sự ơn phước vậy đó, nhận ngay và với một cái niềm tin rằng là các ngài sẽ đưa các cái nguồn lực đến. Thì khi đó là đang làm những cái dự án công nghệ rất là lớn và cũng có nhiều cái điều màu nhiệm nó xảy ra mà mình nói là nó rất là kỳ diệu, để Cam Ly kể chuyện đó sau. Và bây giờ đang kể chuyện cái cuốn phim. Thì
đang là vào đầu 2020 đó thì bắt đầu triển khai về những dự án lớn mà COVID lại ập đến và lại có sự chia tay của những đối tác lớn trong công nghệ thì làm cho mình đó là chới với và có những cái sự là cũng hơi dấy lên những cái sự lo lắng và buồn đó. Thì thiền và gặp mẹ Quán Thế Âm mà rất là nhiều, mẹ giống như là xuất hiện để mà nói rằng là con yên tâm đi, không có sao đâu. Mà khi đó đó thì mình chưa có phải là tỉnh thức rất là nhiều, cho nên nó gặp hình ảnh của mẹ là đã rất là mừng rồi, rất là mừng rồi. Rồi sau đó lại không có được kết nối vân vân. Rồi sau đó thì mẹ đưa đến cái thông điệp là con sẽ làm một cuốn phim. Thì mình nói ủa, mình việc quá trời luôn, việc nào là công nghệ rồi bên định cư rồi đầu tư rồi các thứ này kia nhiều quá vậy, bây giờ làm phim là sao? Mình có kinh nghiệm, có kiến thức gì về làm phim đâu. Xong lúc đó mới nghĩ nghĩ là hay là làm phim về cuộc đời của mình, nghe cũng sướng. Đó, rồi bây giờ đang chuẩn bị bao nhiêu tiền để mà làm, đó vân vân. Thì bắt đầu cũng nghĩ ngợi tùm lum tà lai đó. Thì sau này mình mới biết đó là đừng có nghĩ gì hết trơn, vì là các ngài đưa đến là đưa đến thôi. Khi đó đó thì nói là làm phim, xong rồi mình nói dạ vậy thì làm phim. Rồi thế là mình cũng nhìn nhìn coi thử là có ai mà liên quan phim gì đó liên quan xung quanh mình không. Cái tự nhiên cái có cái video đưa đến Tina Tình. Thế mình thấy ô cái cô này hay quá vậy, cái cô bé này hay quá, và cũng tu tập hay và mình xem cũng thấy hay. Thế là mình liên hệ. Trước đó thì mình đã liên hệ vài diễn viên và đạo diễn này nè nha, mà không được, không ai trả lời gì mình hết á. Mình nói ủa sao ngộ vậy, sao nói làm phim mà liên hệ không ai trả lời gì hết. Vậy mà liên hệ với Tina, mình cũng không liên hệ được luôn. Cổ cũng đang tu tập, thế là mình nhờ một người khác và liên hệ với cổ. Rồi á, cổ mới nhắn lại với mình. Thế là hai chị em nói chuyện trên Facebook rồi nói chuyện trên Messenger. Thì mình cũng không nghĩ, lúc đó mình không nghĩ gì đến cái cuốn phim hết nha. Vì á, mình chưa biết nó bắt đầu từ đâu hết á, thì chỉ biết là cái duyên gặp là gặp vậy thôi, nói về chuyện tu tập thôi. Và đúng là một cái điều rất là kỳ diệu là bây giờ mình nghiệm được là bất kỳ một cái công thức hay là một cái định luật nào đó của con người á, nó không bao giờ là một cái rào cản hay một thử thách gì của các vị tu hành và các đấng tối cao hết đó. Có nghĩa rằng là cái sự tính toán của con người nó hoàn toàn sai bét so với những điều mà các ngài đưa đến gọi là nhiệm màu. Vì khi mình nói là con sẽ làm một cuốn phim thì bắt đầu mình ngồi mình tính, mình tính là mất bao lâu để viết kịch bản, mất bao lâu thì sẽ đóng phim và mất bao lâu thì sẽ ra một cuốn phim, thì nghe nói là vài năm đó. Rồi tính toán ra thì tiền nó cũng nhiều lắm ạ. Cũng là tùy theo bối cảnh vân 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 vân, thì nó cũng phải là vài trăm ngàn đô, có khi 500 ngàn cho đến cả triệu đô. Nhưng mà mình cũng cũng dạ cũng cũng nhận dự án từ các ngài đưa đến mà. Thế là nếu mình nói trời ơi, vậy là làm phim là phải vất vả và phải này kia lắm, nhưng mà mình cũng không hiểu sao mà mình cũng đang suy nghĩ là có thể là làm phim là để mà phối hợp, để mà quảng bá và làm marketing vân vân thì ok cũng được. Thì mình chuẩn bị mọi thứ, vừa tiền bạc và tâm trí và quỹ thời gian. Nhưng mà sau đó thì các ngài nói là
Con sẽ có phim và con sẽ phát hành trong vài tháng thôi. Mình nói, ủa sao ngủ vậy? Tại sao lại có phim mà phát hành trong vài tháng thôi? Mình cũng không hiểu, nhưng mà mình nghe vậy thôi. À, vậy xong rồi nói chuyện với Tina. À, nói chuyện với Tina thì cũng không nghĩ gì hết. Và sau đó thì cũng hỏi Tina về cái chuyện làm phim này kia, thì Tina cũng giải thích với mình về ngân sách nè, về thời gian nè, về đầu tư nè, về mọi thứ này kia, thì nó cũng giống giống như những người mà trước đó mình có hỏi qua. À, thì nó phải tốn rất là nhiều và công sức vào này kia. À, thì ok, để đó sau vài ngày thì Tina mới nói lại với mình, nói chị ơi, hôm bữa nghe chị nói là làm phim. À, mà bây giờ thì em có một cái cuốn phim này mà em cũng chưa định nói với chị, nhưng mà có thể là nếu là duyên của chị thì em giao cho chị. Cái mình nói là ủa giao là sao? Đó. Thì thôi chị cứ xem phim đi, nếu như mà chị thấy thích đó, thì em đưa cho chị. Rồi, thế là mình xem cái cuốn phim và nó làm mình rất là xúc động. Và vỡ òa ra về những cái điều tâm linh mầu nhiệm, những cái điều mà mình cũng đang trên cái con đường tu tập, và mình cũng bắt đầu tin tưởng, và mình hiểu những cái điều đó. Và Tina nói rằng là thực ra cái cuốn phim này á, là em đã làm lâu rồi, mấy năm rồi. Nhưng mà các ngài cứ nói rằng là để đó thì em đã làm xong rồi, rồi em để đó, rồi em cũng không cam tâm thì em mới mang đến cho đạo diễn này, mang đến đạo diễn kia, mà cứ bị ngăn cản, cứ là ngộ lắm, cứ đi đến rồi tự nhiên người ta lại không có nhà, rồi lại lại sai giờ hẹn, rồi có người thì lại đi nước ngoài rồi gì đó. À, rồi em lại hỏi thì các ngài là ồ thế là làm phim xong rồi để cách trong tủ à? À là đã 1 năm 2 năm gì rồi đó. À, thế là các ngài cứ nói với Tina là để đó, yên tâm. À, rồi Tina lại ôi vậy thì bây giờ chuẩn bị phát hành thì như thế nào, thì để con làm cái kế hoạch. Rồi các ngài nói để đó, sẽ có người đến lấy, để nhận. À, rồi Tina lại để đó. À, rồi lâu lâu nhớ đến cuốn phim lại tiếc cái công sức và thời gian tiền bạc và mọi thứ bỏ ra thì lại tiếc. À, rồi lại lôi ra và lại đi một vòng kiếm những người để mà phát hành, lại không được, lại bị cản, rồi lại đem về lại cất vào trong tủ. À, thì sau khi mà nói chuyện với Cam Ly thì Tina mới mới hỏi các ngài, thế là chị này, chị đang muốn làm cuốn phim thì như thế nào? Thì các ngài nói là trao cho chị cầm đi. À, lúc đó Tina không nói rõ như vậy đâu, mà sau này thì mình mới biết cái điều đó. À, và vì mình với Tina thì mới chỉ gặp nhau nói chuyện trên phone thôi mà. À, và Tina được yêu cầu là trao cuốn phim đó cho mình. À, và có thể rằng là nếu như mình không trả tiền gì hết cho Tina cũng cũng phải giao luôn á, kiểu vậy. Tina nói bây giờ ngài kêu giao cho chị thì em giao cho chị thôi, chị muốn làm gì đó với cuốn phim thì chị làm, mà đây là một đứa con tinh thần của em, thì nói chung là cổ cũng rất là thương cuốn phim rồi, chắc chắn rồi, nó là một một đứa con rất là tâm huyết. Thế là sau đó thì mình mới coi như là đầu tư một cái khoản nhỏ thôi cho Tina. Thì Tina cũng rất là happy với cái khoản đầu tư đó, và xem như là mình nhận cuốn phim về. Mình nhận cuốn phim về xong mình nói bây giờ làm gì với cuốn phim, phát hành như thế nào? Bây giờ đi tìm nơi để phát hành, thế là liên hệ nơi này nơi kia để mà phát hành, mà liên hệ không ai trả lời, nó ủa lạ quá vậy. Và nhờ những người quen nữa chứ, mà cũng không có được cái đầu mối gì hết. Mình mới hỏi thì các ngài cũng nói là sắp phát hành
Rồi sau đó thì mình nói ok, vậy thì Tina cứ làm tiếp tục đi, làm những cái giới thiệu về Camly hay cái gì gì đó, làm cho nó xong. Thế sao? Đùng một cái đó là tháng một tháng sau, khi khi mình về Việt Nam á, là tháng 1 đó thì gặp Tina, đó là nói về con phim. Thì khi mình về lại Việt Nam thì tháng tháng 2, và ngay sau đó đó thì các ngài nói là con phát hành trên YouTube, nói rõ như vậy luôn. Wow, thì mình mới là cũng quá bất ngờ luôn. Xong rồi mình mới nói với Tina là các ngài yêu cầu là phát hành trên YouTube, thì Tina cũng rất là ngạc nhiên luôn. Tina nói ô vậy thì tiền của chị đầu tư cho em thì làm sao mà thu hồi lại này kia. Thì Camly nói rằng là ngài yêu cầu như vậy thì cứ làm như vậy thôi. Thì Camly với một cái lòng tin tưởng và hướng đạo để mà là làm tất cả những điều đó, thì khi đó đó mẹ Tarasan mới xuất hiện với mình. Thì mẹ Tarasan nói với mình rằng là con đầu tư một và con sẽ nhận lại 1.000 lần, nói với mình như vậy. Thì mình nói là ô, con không dám mong cầu như vậy. Con chỉ nguyện mang những cái điều gì tốt đẹp mà nhắc đến cho mọi người thôi, chứ con không có dám mong cầu. Nhưng mà nếu như ngài mà có quà cho con thì con quá là hạnh phúc. Đấy, vậy thôi, nhưng mà mình cũng không không dám mong cầu. Thì đó là, và ngay sau đó thì cuốn phim được phát hành vào tháng 3, hình như ngày 8 tháng 3 hay ngày 12 tháng 3 gì đó, năm 2020. Thì đúng là khi có phim phát hành một cái là có nhiều cái điều màu nhiệm kỳ diệu nó đến với mình nữa, rất rất nhiều nữa. Thì ngay trước khi mà phát hành cuốn phim á, mọi người có biết là mẹ Tara với mẹ Quán Thế Âm á, xuất hiện với mình á, mà nhất là mẹ Tara á, mẹ nói rằng á, là vui quá là sắp được ra mắt công chúng rồi. Sắp được phát hành phim này, sắp được lên phim rồi. Đó, mẹ nói như vậy luôn. Mà mình thấy là wow, tính cách của mẹ cũng cũng như là chúng ta vậy đó. Mẹ cũng vui mừng hoan hỷ về những cái điều mà những cái điều sắp tới vậy đó. Và mình quá là ngạc nhiên luôn. Khi đó mình mới bắt đầu biết đến các ngài một cách rõ ràng hơn. Và lúc đó thì đến sau này thì mình mới bắt đầu đối thoại với các ngài nhiều hơn đó. Thì sau khi mà cuốn phim phát hành thì đúng là có nhiều cái điều rất là tuyệt vời đến, nào là bắt đầu triển khai những cái dự án về đại sứ đầu tư toàn cầu nè, rồi những cái món quà đến cho mình, ví dụ như là căn nhà mà mình mua được đó là giá rẻ hơn giá thị trường tới 30%, căn nhà rất là lớn, rất là đẹp, rất là ngay ngay mặt nước. Và cái căn nhà này phải nói là mua được nó là một cái điều kỳ diệu và nhiệm màu rất là lớn. Và những vị khách hàng đến đây thì họ nói đúng là căn nhà này phải có những người có căn cơ rất là lớn luôn mới có thể sở hữu được nó. Đúng như vậy. Thì căn nhà giá trị đến 7 triệu mà mình mua có 4 triệu mấy à. Và mua xong cái là cái giá nó lên liền luôn vậy đó. Đó là một cái món quà rất là lớn mà mình thấy là nó linh trực tiếp luôn. Ngài mới nói rằng là con đầu tư một con sẽ nhận lại được 1.000, thì mình thấy là hơn hơn cả 1.000 lần nữa. Thì đó, đó là những cái mà, và cái đó là giống như là mình cứ nguyện cho mọi người trước. Và đúng là cái cuốn phim á, nó phải ra mắt vào cái thời điểm đó, chứ nó cũng không sớm hơn và cũng không muộn hơn. Nếu sớm hơn á thì người ta chưa có quen nhiều về tâm linh và người ta cũng thấy không cần thiết. Nhưng mà nó rơi vào đúng cái dịp COVID, là khi mà tinh thần của con người đang bắt đầu chao đảo và cần những cái cứu cánh, cần những cái sự nương tựa, thì con phim đã
ra mắt ngay vào cái thời gian đó và cũng đã giúp được cho rất là nhiều người. Và Cam Ly sau này gặp lại được nhiều bạn hữu đồng đạo và mà đã đến từ những đến từ cuốn phim này và đến từ Tina. Đó thì cái đó là cái điều nhiệm màu đối với Cam Ly. Thì đó mọi người thấy không? Cái cách tính của con người là nói làm một cuốn phim thì có phải là rình rang, là tiền bạc rất là nhiều, thời gian công sức mọi thứ này kia ở đâu ra mà sẵn mà đưa cho mình như vậy. Nhưng mà với một cái sự nhiệm màu của các ngài thì nó chỉ là một cái búng tay thôi, nó chỉ là từ nơi này và trao qua nơi kia thôi. Và đến nay thì Cam Ly đang làm những cái dự án rất rất lớn, và rõ ràng mình chỉ là đóng những cái vai trò kết nối như vậy thôi. Và các ngài đã chuẩn bị sẵn hết mọi sự. Và khi mà mình phù hợp là các ngài sẽ đưa đến sẵn sàng kết nối lại những cái mảnh ghép sẵn sàng và những cái mảnh ghép rất là lớn. Và bất kỳ một cái sự tính toán nào của mình nó cũng đều không hợp lý hết á. Nên nó bây giờ Cam Ly đâu cần làm business plan đâu. Cứ là ý tưởng của các ngài đưa đến như thế nào thì mình làm đúng như vậy. Và đội ngũ của Cam Ly cũng đang huấn luyện mọi người nghe theo cái sự cầu nguyện ở trong tâm của mình, và mình thiền định và mình sẽ đón nhận được những cái ý tưởng rất là lớn lao từ vũ trụ, từ các đấng tối cao đến. Và cứ thế là mình làm nó một cách là bình an, hồn nhiên, vô tư, an nhiên, tự tại. Và bất kỳ một cái dự án nào, cho dù có lớn cỡ nào đi nữa, thì cũng đã có những cái sự sắp đặt, an bài rất là nhiệm màu rồi. Và mình cứ tin tưởng và mình cứ làm, cứ đi thôi. Yes, câu chuyện rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị và mầu nhiệm. Thì thật sự ra là phúc cho ai không thấy mà tin trong cái hành trình này. Thì cái câu này cũng rất là phù hợp trong những cái trường hợp hiện tại, khi mà chị Cam Ly đặt hết tất cả những cái niềm tin vào cái sự dẫn dắt linh thiêng từ các đấng tối cao huyền năng. Và đây cũng là những cái điều mà mọi người sẽ cần nằm lòng để tâm, để hiểu. Thì có những video trước chị Cam Ly cũng nhắc mình về những cái bản ngã, về cách thiền định vân vân. Thì hôm nay thì sẽ có một vài phần chia sẻ về thiền định sau đó, để chúng ta hiểu về cái niềm tin sâu sắc là nó là như thế nào cho cái việc cầu nguyện hay thiền định của chính mình. Ở đây có một cái comment để chị Cam Ly của Bùi Văn Trâm. Dạ, xin sếp Cam Ly nói về bậc thầy tâm linh được không? Vì mình được bậc thầy tâm linh chỉ dẫn cho nhiều điều trong cuộc sống kể từ khi được kết nối với ngài. Ngay cả sự hiện diện trong các buổi Zoom này cũng rất tình cờ, được một em ở xa giúp đỡ, rất biết ơn em. Và luôn được nghe ngài nói, con hãy vào học theo sự dẫn dắt của ta. Thì mong chị Cam Ly sẽ có thêm những cái chia sẻ về bậc thầy tâm linh. Dạ, cảm ơn chị Cam Ly ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đến nay thì Cam Ly rất là may mắn và ơn phước được sự dẫn dắt của thầy Guru Rinpoche Liên Hoa Xanh, là vị đạo sư mà hồi nãy chúng ta được nghe cái câu thần chú, cái bài thần chú lúc nãy đó. Một chút nữa đó chúng ta sẽ cùng thiền với nhau bài thần chú này, đó là Om Ahum Vajaguru Pama Siddhihum. Những bạn đi trước là đã tu tập mật tông và đã hướng dẫn cho Cam Ly, và Cam Ly cũng đã rất là may mắn được ngài hướng dẫn cho mình một cách trực tiếp. Thì khi quen biết với Tina Tình thì cũng đã biết về mật tông. Rồi sau đó gặp Jenny Trang, cũng được hướng dẫn về mật tông.
thì đó là những cái duyên rất là lớn. Và đúng là cái việc mà gặp Jenny Trang cũng là một cái sự màu nhiệm giữa một biển người rất là lớn ở trên YouTube như vậy đó. Và mẹ Tara Sanh là hướng mình đến một cái video, một cái video không có nhiều view đâu, và không có cái gì nổi bật đâu. Nhưng mà mẹ nói rằng là mẹ đưa đến một cái video, thế là mình xem, mình xem xong rồi mẹ nói là con hãy giúp cho cô bé này. Thì mình không biết là giúp theo như thế nào, thì mình cứ liên hệ thôi, mình liên hệ với cô bé này. Và thế là hai chị em có cái duyên với nhau, cũng là mẹ Tara Sanh đã đưa đến. Jenny cũng đã tu tập rất là miên mật một thời gian rất là dài lâu với mật tông, và được thầy Guru Rinpoche Liên Hoa Sanh là trực tiếp dạy hướng dẫn. Thì Cam Ly lúc đó, Cam Ly nghe về các vị thầy vô hình thì Cam Ly cũng mông lung lắm, cũng không hiểu được đâu. Nhưng mà cho đến khi mà mình được trải nghiệm và mình được thầy nhắc nhở từng chút một thì khi đó đó mình mới mới biết wow, có nghĩa rằng là thầy sẽ nói vào trong tai mình luôn. Khi mà mình đã tu tập, mình đã nguyện đến với ngài rồi đó, và với một cái lòng thành kính, tin tưởng, và thí dụ như mình muốn làm học trò của ngài, thì ngài sẽ dạy, ngài sẽ đến và ngài sẽ dạy. Trước đây mình được bạn Jenny là hướng dẫn để mà đọc 7 câu nguyện của ngài Guru Rinpoche. Thế là mình cũng đọc và mình dịch ra tiếng Việt để mà mình đọc. Rồi mình nghe các cái bài bài thần chú mà phổ nhạc của ngài để mình thiền định. Thì lúc đó thì mình được biết rằng là ai mà đọc cái câu thần chú của ta đó thì ta sẽ ngủ ở trước cửa nhà của người đó để mà ta độ trì, ta giúp, ta bảo vệ cho người đó. Thì mình nghe như vậy thì mình cũng không hiểu đâu. Và cho đến nay thì thực sự là như vậy, thực sự là ngài luôn trụ ở trong tâm của mình để mà nhắc mình từng chút một luôn. Ví dụ như là trước khi vào cái buổi này nè, trước khi vào buổi này là ngài nhắc rằng là con hãy mở cái bài thần chú của ta lên. Thì mình mới nhắn cho Jenny là hôm nay mở cái bài thần chú của thầy nha. Rồi rồi xong rồi mình lại loay hoay, mình đi làm này làm cái kia, mà trong đầu của mình là suy nghĩ là hôm nay nói cái gì, mình suy nghĩ. Xong rồi cái tự nhiên trước cái giờ vào này 15 phút, cái tự nhiên cái thầy gọi mình cái con, giật mình, cái thầy nói là tại sao con suy nghĩ nhiều vậy? Wow! Tại sao con suy nghĩ nhiều vậy? Như mọi hôm thôi. Thế là mình hết hồn luôn, có nghĩa rằng là từng cái suy nghĩ là thầy đều có mặt ở đó. Và thầy có hôm thầy rầy đó. Có hôm mình nói mình hơi cao giọng với một ai đó, hay là mình nhắn tin trả lời một ai đó hơi bực ở trong tâm á, thế là mình nói nó hơi gằn một chút, và vậy là ngài cũng nhắc luôn, ngài nhắc rằng là con phải hướng dẫn cho em ấy. Đó là cái trách nhiệm của con. Và con nhắn như vậy là chưa có đúng. Con phải nhân từ hơn, nhân ái hơn.
và để dẫn dắt cho em ấy. Wow, những cái điều đó nó làm mình vỡ òa luôn đó. Mình hồi trước giờ mình kinh doanh, và khi mà mình gặp những cái chuyện bế tắc đó, thì mình tưởng rằng là không có ai bên cạnh mình, và mình chỉ biết một mình thôi. Và nếu có đó thì mình nhờ chồng mình hay là ba của mình, thì có những cái lắt léo ở trong cái công việc kinh doanh đó, mình cũng không muốn chia sẻ gì nhiều. Và mình những cái đó nó rất rất là thử thách trong tâm trí của mình. Tuy nhiên đến bây giờ thì mình có thầy và có các ngài là luôn ở xung quanh mình. Ví dụ như là đó là thầy, rồi những hôm mà thức dậy sớm giờ khuya để mà công phu luyện tập và thiền định, thì thầy cũng nhắc từng chút một. Thí dụ như là dùng pháp khí gì, tu mật tông thì sẽ có những cái pháp khí, và có những cái bài bài nguyện, thì thầy sẽ đưa đến luôn, nghĩa rằng là con cầm pháp khí. Khi đó mình đã lên ngồi và đã vào thiền rồi, nhưng mà mình quên cầm pháp khí. Để mà ngài yêu cầu con đi lấy pháp khí và phải nhớ mình những cái điều đó làm cho mình rất là đổi hạnh phúc và rất là tự hào vì được thầy hướng dẫn. Và đó là những điều kỳ diệu. Thì bạn, những bạn nào mà chưa gặp được vị thầy của mình, vị thầy tâm linh của mình, thì bạn cảm với ai, bạn cảm với ngài nào, thì bạn hãy nguyện đến ngài đó. Và ngài sẽ đến, và ngài sẽ dẫn bạn. Bên cạnh thầy thì như các bạn thấy là mình có mẹ Tara San là luôn kết nối người cho mình. Và trong kinh doanh đó là rất là cần cái sự kết nối, những người tài người giỏi này kia là luôn cần kết nối, và mẹ kết nối những cái cách mà phải nói là quá là độc chiêu luôn, không có người nào mà suy nghĩ ra được những cái cách kết nối đó hết á, mà chỉ có năng lượng tối cao của các ngài mới có những cái sự kết nối quá là kỳ diệu như vậy. Khi hai người không có một cái mối liên hệ gì với nhau á, không có một cái connect gì ở trên Facebook, mà không có một cái thông tin gì chung liên quan với nhau hết, vậy mà khi mà mẹ kết nối cái là gặp luôn. Rồi khi mà mình làm việc thì đương nhiên là phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì có trí tuệ không có nghĩa rằng là mình học cái này, mình đọc cái kia, mình nhớ cái nọ. Vì tất cả những cái đó là nó sẽ không, những cái kiến thức nó không ra được trí tuệ. Những cái kiến thức và thông tin nó sẽ làm cái đầu của mình là bị nặng bản ngã thêm, và bản ngã sẽ chặn mình thêm. Nên là mình gần như là phải loại bớt những cái kiến thức và thông tin, mình phải bỏ bớt và phải thêm trí tuệ. Thì là mình nghe ngài Văn Thù Sư Lợi, và cái bài thần chú của ngài rất là hay luôn, nên hôm nào mình sẽ giới thiệu cái bài thần chú của ngài Văn Thù Sư Lợi nha. Thì sẽ mở ra trí tuệ cho mình. Và những cô bé nhân viên ở công ty mình là mình tuyển dụng không phải là những người mà quá dày dặn kinh nghiệm hay là tài cao hay gì đâu, mà là những cô bé rất là trong trắng, rất là hồn nhiên vô tư, và mình
giúp các cô bé mở ra trí tuệ bằng tu tập và bằng nghe Phật pháp và những bài đúng của các ngài đúng. Thì tự động các bạn ấy biết làm gì, làm những gì và làm công việc gì ra sao như thế nào một cách rất là sáng suốt, là hơn rất là nhiều những người mà đã được đào tạo bài bản trường lớp. Rồi khi mà mình cần những cái nguồn tài chính lớn thì là mình nguyện đến ngài Hoàng Thanh Tài, và ngài đang đang đưa đến cho mình một cái khoản rất là lớn, rất là lớn. Vì những cái mà mình làm ở đây thì đó, thì mình nguyện đến ngài Hoàng Thành Tài, thì mình nghe chú của ngài và ngài nhắc rằng là con đọc 10.000 câu thần chú, thế là dự kiến là 10.000 thì sẽ khoảng là 10 ngày, nhưng mà mình làm luôn trong vòng 4-5 ngày là xong 10.000 câu thần chú. Và mình nhìn thấy được là ngài mỉm cười rất là hài lòng. Thì đó là những vị thầy. Rồi nếu như mà bạn chưa biết ai thì nguyện đến mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, là cái bài thần chú Om Mani Padme Hum. Câu thần chú của mẹ Tara San là Om Tare Tu Tare Tu Re Soha, thì mình cũng đọc mỗi ngày. Mình nguyện đến các ngày mà mình đọc mỗi ngày. Thì chúc bạn mau gặp được vị thầy tâm linh của mình. Và nhiều khi là vị thầy đã tồn tại bên cạnh bạn rồi đó, nhưng mà nhiều khi bạn chưa có cảm được và bạn chưa có nghe được thầy nói, thì bạn cần tu tập và thiền thì từ từ bạn sẽ nghe được thầy nói với bạn. Dạ. Cảm ơn chị Cam Ly. Những cái câu chuyện rất là rất là cần thiết để chia sẻ với tất cả mọi người. Những cái điều chúng ta nghĩ là mầu nhiệm, bởi vì đôi lúc là do trong cái cấu tạo thân người chúng ta chưa cảm được một cách gọi là ba la mật thôi, chứ thật sự ra là luôn hiện hữu, đúng không chị Cam Ly? Giống như chị nói là đôi lúc là các vị đã ở đó rồi, các ngài đã ở đó, chỉ cần chúng ta sẵn sàng. Vậy lúc nãy trên thì có nghe chị Cam Ly nói là khi các ngài chuẩn bị kế hoạch thì luôn chờ chúng ta sẵn sàng. Vậy trên thì cũng mong là chị Ly chia sẻ với mọi người về cái chữ sẵn sàng đó, nó bao gồm những cái yếu tố nào khi mà mọi người cầu nguyện hay là thiền định hay kết nối ạ. Cảm ơn chị Cam Ly. Dạ, cái này nó hơi sâu một chút. Dạ dạ. Dạ. Phân tích cái này thì cũng sẽ rất là sâu. Trước tiên á là một cái sự hướng tâm đến các ngài, các vị Phật, các vị Bồ Tát hay là Đức Chúa, Mẹ Maria, thì mình hướng tâm đến và mình quyết định cho cái việc tu tập đó và thiền định, thiền và bắt đầu đi vào cái tu tập, cái con đường tu tập. Thì đó là một cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Và khi mà bạn chắc chắn là bạn và vào cái thời này nữa, vào cái khoảng thời gian này nè, năng lượng rất là nhiều, năng lượng rất là nhiều, cho nên tu tập sẽ rất là nhanh đạt được cái thành tựu. Nên rất là may mắn cho ai mà có thể tu tập vào cái thời gian này. Cái background đẹp quá Jenny, cảm giác là có những dòng năng lượng ở đây vậy đó. Cảm ơn chị. Đó thì các bạn cứ tưởng tượng rằng năng lượng của các ngài nó luôn ở trong vũ trụ như vậy đó, như là những cái dòng năng lượng ở sau lưng mình đó. Luôn như vậy, là các ngài luôn có năng lượng xung quanh mình, và nhất là những người mà có tu tập và có mở nhạc Phật pháp lên á, thì sẽ luôn có năng lượng đó. Và mình chỉ cần là yên lắng xuống, yên lắng lại, thì mình sẽ nghe được, hoặc mình thấy được, hoặc mình cảm được đó, vì năng lượng nó đang ở xung quanh mình rồi. Đó là một cái sự sẵn sàng.
Dạ, cảm ơn chị Cam Ly. Nghĩa Giải là thích thêm đi. dạ, những gì chị Cam Ly chia sẻ đó chính là mọi người đặt ra hạnh nguyện, tin tưởng hạnh nguyện, yên lắng, lắng tâm mình lại để luôn giữ sự kết nối. Dạ, thì đó là những cái điều rất là cần thiết đúng không chị Cam Ly? Mình sẽ giữ chánh niệm, cũng có đôi lúc mình sẽ mất chánh niệm, nhưng miễn là mình luôn giữ giữa cái mất chánh niệm và chánh niệm, mình không đi qua một hướng khác nữa, và luôn giữ cái tâm mình vô ngã, an nhiên, tự tại, và lắng yên và đặt hạnh nguyện giữ nguyên cái đó. Dạ có một câu hỏi của chị Kim Anh. Chị ơi, chị chia sẻ thêm vị thầy tâm linh, duyên nào và làm sao chị cảm và gặp được thầy ạ? Cảm ơn chị. Dạ. Duyên nào và làm sao thì mình thấy rằng á mình cũng được dẫn từ từ, thí dụ như là ban đầu á là mình gặp mẹ Quán Thế Âm nhiều rồi á mẹ Quán Thế Âm á là mới dẫn dắt và để coi như vậy là mình gặp Tina Tình rồi Tina giới thiệu cho mình tượng Phật mẹ Tara Sam và tượng và ngài Guru Rinpoche thì khi đó đó mình cảm được mẹ Tara Sam thì mình nghe nhạc Phật của mẹ Tara rồi sau đó gặp Jenny thì bắt đầu là cảm thêm được ngài Guru Rinpoche Liên Hoa Sa thì cái đó là nó là một cái một hành trình, nó là một hành trình nên có thể là với mỗi người sẽ mỗi duyên khác nhau và bạn hướng đến cái điều đó, hướng đến tìm ra vị thầy tâm linh cho mình thì bạn sẽ gặp được chắc chắn luôn. Và cái duyên với bên Jenny này cũng rất kỳ lạ, đó là mình gặp và nói chuyện và làm việc với Jenny một thời gian rồi xong rồi á Jenny mới nói với mình rằng á là có cái pháp khí này mà em đã được được trao một cách rất là kỳ lạ kỳ diệu và em được trao ở đây nhưng mà em không biết là em được sử dụng nó không và đến bây giờ thì em cũng chưa có sử dụng gì nhiều hết và em cứ để đó thôi và bây giờ em được yêu cầu là trao đến chị được thầy hả Jenny, được thầy nói rằng là trao đến cho chị Dạ, thì để em kể luôn về cái kể phần đi này. Jenny. Dạ, về cái việc mà thầy tâm linh á, đôi lúc nếu mà để sâu xa, nó là về cái duyên kiếp nhiều đời, cái căn duyên nhiều đời của mình. Rồi cái tiếp nữa cho cái đời này thôi, thì mình quan sát cái hạnh nguyện của mình á, nó có matching, nó có giống giống như cái hạnh nguyện cho bên trong của mình, cái hạt giống sáng bên trong mình giống như cái vị nào. Đôi lúc mà mọi người thấy là một số người rất là từ bi, một số người lại rất là trí tuệ, một số người lại rất là dũng mãnh, nó cũng có đồng những cái đó với nhau, nhưng mà nó có một cái gì đó năng lượng nó cũng khác, không giải thích được bằng lời nhiều. Tuy nhiên đó là cái cách mình nhìn nhận chính mình trước khi mình hiểu rằng là cái bổn tôn nào sẽ phù hợp với mình. Còn tiếp theo về câu chuyện của Giao Phổ Ba, thì đối với hành giả của Mật Tông Kim Cương Thừa thì luôn đã hiểu về Giao Phổ Ba. Thì trên cái con đường tu này, Jenny cũng vậy, thì từ nhiều năm trước á, ví dụ như Jenny được cảm nhận là phải đi đến một cái ngôi chùa đó trong một cái xứ toàn là công giáo, nhưng mà chùa đó là chùa Mật Tông duy nhất trong một cái đất nước toàn là tôn giáo công giáo thôi, là về Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên có một ngôi chùa Mật Tông, và ngôi chùa này thì hoàn toàn là các Rinpoche là từ Tây Tạng và từ Ấn Độ sang để tu tại đó. Thì không có cái vị sư tại địa phương, tại vì cái này là chùa Mật Tông. Thì khi Jenny đến lần thứ hai, bỗng dưng khi Jenny đang ngồi ở dưới cái ghế á, thì có một cái vị sư đi từ trên lầu đi xuống, trao cho Jenny một cái hộp và nói là con cứ về con tu cái pháp này.
và vân sau đó Jenny không có tiện nói về pháp tu, thì đó là con dao phổ ba mà của Jenny. Thì thông thường á, pháp khí chúng ta chỉ có một cái pháp khí mà chúng ta tu là của mình, nhưng sau đó thì bỗng dưng là Jenny lại được dẫn dắt đến một cái nơi mà cũng rất là màu nhiệm, nghĩa là cảm nhận ra bắt là phải đi, giữa 12 giờ trưa nắng bắt lại phải đi, cũng ngay cái xứ toàn là công giáo, một cái nơi toàn là những cái cửa hàng, nơi đó thì chắc chắn không thể nào tìm được con dao phổ ba được tại một cái đất nước mà, tại vì tại Việt Nam chúng ta hiện tại cũng không phải dễ dàng để chúng ta tìm được một cái tiệm về mật tông trên Dương Thừa. Thì khi đến là đã trao cho Jenny tượng Mà Phật. cái đó là ở ở đâu Jenny? Ở đâu, ở nước nào? Dạ, thì là ở Philippines ha mọi người ha. Đất nước này thì rất là xa xăm với như Phật giáo Mật tông tại tại Việt Nam là đã rất là khác rồi. Thì khi ở Phi á, họ tin vào công giáo như 70-80% là Thiên Chúa giáo. Cho nên những cái tiệm mà để có tượng Phật, để có pháp khí là gần như là rất là hiếm. Thì khi mà Jenny được dẫn đến á, đó là một cái tiệm nằm đằng sau một cái quán quán bar, nhưng mà lại được các ngài bắt phải đi vào, mà Jenny tu tập, Jenny rất là giới luật cho nên không có đi tới những cái quán như vậy, thì bắt phải đi vào. Thì hỏi một hồi thì khi đến nơi thì vào cái tiệm gọi là cái tiệm lưu niệm, thì cái cô đó cũng mới đưa ra là đi vào bán ba nhưng lại hỏi là có Phật ở đây không, nhưng mà cũng được vào trong rồi thì trao ra là tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát và một thì khi đó thì cái này mới là thật sự mới không hiểu rằng là tại sao mình lại được trao những cái này trong cái hoàn cảnh đó. Và sau đó thì khi mà trên con đường này thì rất là nhiều năm trên này tu tập rồi, những cái việc mà trên này làm đều sẽ giống như chị Cam Ly vậy đó, thì sẽ là theo sự dẫn dắt, nhất là trong tâm linh thì sẽ không có theo cái ý của mình mà là theo theo cái sự dẫn dắt của các ngài, thì rất là màu nhiệm. Khi tới hồi mà thầy kêu làm cái gì thì sẽ làm cái đó, là một cái mình nguyện là một pháp khí của các ngài, cho nên đây là cũng là một sự rất là màu nhiệm khi mà ngài nói về chị Cam Ly phải tu như thế nào ra sao. Thì sau đó là chị Cam Ly kết nối trực tiếp, mỗi người sẽ có một cái duyên, và đến cuối cùng chính mình sẽ là người kết nối trực tiếp với vị thầy tâm linh của mình, chứ không phải là thông qua bất kỳ vị thầy nào như mọi người, bởi vì chúng ta là một nha. Rồi em trả mic lại cho chị Cam Ly nha. Những cái câu chuyện của Jenny phải nói là rất là nhiệm màu đối với mình. Chị thấy nó rất là kỳ diệu. Thí dụ như là Jenny tự nhiên trong một cái thành phố rất là xa lạ mà các ngài yêu cầu là đi 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 và lái xe đi hàng vài cái số mà không biết đi đâu, mà cứ thế là nghe theo đi quẹo phải quẹo trái và đi băng qua một cái cánh rừng, và đi vào trong đó mới gặp tượng mẹ Quán Thế Âm. Đây À, là và tượng của mẹ có tượng những Đại Vương Bồ Tát đó chị cái nha, nhiệm có vụ ở đó cái phải nói là quá là kỳ diệu, quá là kỳ diệu. Mà đúng là ở một đất nước là chỉ toàn là phần lớn là đạo Công giáo, vậy mà yêu cầu đi đi và không biết là đi để làm gì, và cuối cùng lại tìm ra được mẹ Quán Thế Âm. dạ, Thì ở đó là cái một tượng đó là nằm trong khu quân sự của Mỹ mọi người, khu quân sự của Mỹ tại Philippines, cho nên đây là một cái điều rất là đó là những điều linh thiêng màu nhiệm, và những cái sự dẫn dắt đó của để dẫn cho Jenny để làm được cái nhiệm vụ mà mình được giao, mình sẽ biết ra được là khi mà mình đặt niềm tin thì mình sẽ biết là những cái điều đó dẫn dắt để mà mình có thể làm được nhiệm vụ, và mình nhận được những cái nguồn lực, những cái sự hỗ trợ và những cái công cụ vân vân để mà làm được nhiệm vụ. Thì đó với Cam Ly á, thì nếu như mà Cam Ly không có một cái niềm tin rất là lớn thì
đến bây giờ Cam Ly cũng chưa có nhận được nhiệm vụ đâu. À, nhưng mà nhờ là Cam Ly có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, và mình mở ra để mà mình đón nhận, nên là các ngài giao nhiệm vụ lớn cho mình. Và khi tu tập thì mình biết đó là cái nhiệm vụ mà mình sẽ làm trong kiếp sống này. Và mặc dù nó rất là lớn lao, cái mà mình nguyện hàng ngày đó là giúp cho nhân loại được trở nên hạnh phúc và thịnh vượng bằng cách đầu tư kinh doanh một cách hòa hợp và nhân văn, và người người trở nên yêu thương nhau, biết ơn nhau. À, thì cái đó là cái mà mình nguyện và nó trở thành một cái sứ mệnh luôn, và những cái nguồn lực đó đến với mình rất là nhiều luôn để cho mình làm được cái điều đó. À, và nguồn lực đến để mình làm giúp cho nhân loại luôn, chứ không phải là chỉ giúp cho một vài người giàu có thịnh vượng thôi đâu, mà là giúp cho nhân loại. Thì những cái công cụ đúng và tốt và hữu hiệu đến, thí dụ như là những dự án về platform công nghệ nè, rồi những blockchain nè, rồi những người liên quan đến trong ngành, là từ từ là họ đến. Và cũng rất là vui khi mà các ngài cũng dặn là sẽ có những người mà có đến và làm những nhiệm vụ ngắn và họ sẽ rời đi. Thì mà vì trước đó mỗi lần mà nhân viên mà nghỉ hay là bỏ đi hay là như thế nào đó thì mình rất là đau lòng. Nên các ngài cũng chuẩn bị trước cái điều này cho mình và nói với mình rằng là mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ, giống như là một cái giai đoạn, một cái nhiệm vụ sứ mệnh vào cái lúc đó, và xong rồi thì họ sẽ ra đi, giống như là dặn trước mình để mà mình đừng có bị đau lòng về cái chuyện đó đó. Thì đúng rõ ràng là như vậy, ví dụ họ làm xong cái việc đó, đó là xong việc của họ và họ đi, như vậy thì mỗi người sẽ có những cái nhiệm vụ cố định nào đó trong cái cuộc đời của mình. Thì bây giờ với mình thì mọi thứ nó rất là an nhiên, và những cái dự án rất lớn luôn thì cứ đến với mình vậy thôi, và mình cứ an nhiên là các ngày là chuẩn bị sẵn hết rồi, và mình giống như là mình đang ở đây có một cái vai diễn và có sẵn kịch bản, có sẵn mọi thứ, có sẵn đạo diễn kịch bản, có sẵn các diễn viên khác vai chính vai phụ, và đã có sẵn phong màn sân khấu mọi thứ rồi. Thế là mình nói những cái điều mà cần thiết phải nói, làm những điều cần phải làm một cách an nhiên tự tại, và cái cơ thể này á, cái thân xác này á, là nghe theo linh hồn tối cao, và linh hồn mới là trường tồn và vĩnh cửu để mà hướng dẫn cho thân xác này để mà làm và nói chuyện và vân vân. Thì đó, những cái mà mình chia sẻ với mọi người ở đây đó là được tiếp dẫn từ các ngài, và thậm chí là ngài Guru Rinpoche Liên Hoa Xanh là đang hiện diện ở đây và đang trao đi những cái thông điệp thông qua mình. Thì khi mà mỗi người mà đóng được cái vai trò kênh dẫn nó thật là tốt, thật là trong suốt, thật là vô tư, và không có bản ngã, không có cái tôi, thì sẽ rất là tuôn chảy, sẽ làm được những việc rất lớn. Vì những cái dự án, những cái sứ mệnh hay là những cái thiên mệnh đó là thường là rất là lớn, nhưng mà nếu như có cái tôi, cái bản ngã thì nó sẽ chậm lại, và mình chỉ làm được một ít thôi,
Và như vậy thì cũng sẽ tiếc cho một kiếp người. Và khi mà Cam Ly đã tu tập rồi thì Cam Ly sẽ đã nhìn thấy được những cái kiếp trước của mình, và thấy ra được là mình đã từng làm những gì. Và khi đó đó thì thấy được rằng là mỗi một kiếp như vậy là mình sẽ rút ra được một số kinh nghiệm, những cái điều mà mình cảm thấy lợi ích để mà trong kiếp này á mình sẽ làm tốt hơn nữa, mình đạt được những cái nhiệm vụ một cách hoàn thành. Tuy rằng nhiệm vụ thì rất là lớn và sứ mệnh và đó, gọi là thiên mệnh thì càng lớn lớn hơn nữa, nhưng mà cứ an nhiên tự tại là cứ thế là làm thôi. Cảm ơn chị Cam Ly. Phần chị chia sẻ cũng có liên tới một cái câu hỏi mà chị này cũng sắp đọc ở trên YouTube đây, và cũng rất là hay về những cái điều mà giống như là an nhiên tự tại, cũng như là về cái tiền kiếp á mà chị chia sẻ, nó rất là vi tế và nó rất là cần thiết ở cái chỗ chúng ta mọi pháp đều không đúng không sai, nhưng khi chúng ta quy hồi thì chúng ta nhận thấy được bài học nào trong cái tiền kiếp và trong thiền định. Đây là giữ cái chánh niệm, nghĩa là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, trân trọng giây phút hiện tại trọn vẹn tại nơi đây, và biết là mình bước tiếp như thế nào, rõ biết trong giây phút hiện tại để bước tiếp chứ không phải là quay trở lại không. Cái phần này rất là hay chị Cam Ly. Dạ, thì ở đây có một cái câu hỏi mà có lẽ là chị Cam Ly trả lời được cái phần này cũng rất là sâu sắc, sẽ rất là sâu sắc. Thì anh Tuấn, anh Nguyễn, các ngài cho tình thế đặc biệt vậy cũng củng cố niềm tin lớn lao. Chị Cam Ly cho em hỏi ví dụ vào trường hợp cụ thể cầu và nguyện để giúp đỡ mọi người chẳng hạn, nhưng lợi ích của việc hạnh nguyện tạm thời nhỏ hơn lợi ích của bản thân người cầu, thì có bị hao tổn công đức, phước đức bản thân không? Và như vậy có gây trở ngại cho việc hoàn thành cầu nguyện không? Mặt cười, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, nghĩa là nhắc tới cái công đức và phước đức khi mà cầu và nguyện. Thì em nhờ chị Cam Ly cũng chia sẻ luôn. Thì mình sẽ nương nhờ cái gì và như thế nào, hay là cái phương thức khi mà mọi người đang nghĩ về cầu nguyện là sẽ tổn phước cho chính mình chẳng hạn, hay là cho cái câu hỏi đó thì do cái tâm của người cầu. Dạ, em cảm ơn chị. Thực ra bạn cũng không nên lo ngại gì nhiều về cái việc nhiều hay ít, hay là nguyện nhiều, nguyện ít. Mà là nếu là cái việc cầu cho bạn đi nữa đó, thì nó cũng là hữu hiệu ra sao. Ví dụ, cho tôi có sức khỏe nhiều, để tôi làm việc, để giúp cho gia đình, thì đó cũng là một cái nguyện tốt. Rồi ví dụ như là cho tôi có được một cái sự thành công, có tiền tài danh vọng, và tôi giúp cho vì ngay trong cái công việc của bạn mà bạn đã làm đó, thì chắc chắn nó phải là một cái việc hướng thiện hay là lương thiện. Thì bạn nguyện thì nó sẽ có cái hữu hiệu, đúng không? Ví dụ như là bạn đang làm kiến trúc sư hay là làm bác sĩ hay là làm bán hàng hay là kinh doanh cái gì đó đi nữa đó, thì cũng là những cái việc là đang giúp đời, giúp người. Bạn đang kinh doanh, đang mua, đang bán và kiếm lời từ việc mua, việc bán đó, thì cái việc đó của bạn cũng là đang giúp cho người ta có thêm những cái tài nguyên, nguyên liệu, có những cái dụng cụ, hay là bạn đã giúp kết nối để mà có được cái nguồn hàng. Thì tất cả những cái đó là điều rất là tốt. Hoặc là đó là nói là trong kinh doanh, hay là ngay cả là những môi giới về bất động sản hay gì nữa, thì cũng là những cái công việc là tốt, miễn là cái công việc là tốt. Thì cái cầu của bạn đó thì nó cũng đã có cái nguyện ở trong đó. Thì
Ở đây hôm kỳ trước á, là mình có giới thiệu sơ qua tám cái yếu tố, đó là bát chánh đạo trong nhà Phật, trong Phật pháp, và mình nói ra một cách theo ngôn ngữ bây giờ đó thì gọi là tám bước để mà đi đến thành công thịnh vượng, hoặc là tám yếu tố. Thì những cái yếu tố đầu tiên đó là những cái ngôn từ, lời nói tích cực, tư duy tích cực, lời nói tích cực, và những cái ý niệm tích cực. Thì khi mà bạn đã định hướng đi vào cái sự tích cực, và làm những cái công việc tốt đẹp, và làm việc những cái lương thiện, và giúp người từ trong cái công việc của bạn, thì những cái cầu và những cái nguyện của bạn á, là sẽ tốt. Như vậy á, thì nó sẽ có cái sự gốc rễ, nó sẽ có tám cái yếu tố đó, là từ trong tư tưởng, lời nói, suy nghĩ, hành động, và kế đến là công việc kinh doanh, rồi kế đến là quan sát, quán chiếu mình, quán chiếu mình. Và như vậy thì bạn cũng đã quán chiếu được, đúng không? Cho nên bạn mới đang lo ngại rằng là không biết là cầu có nhiều không, nguyện như vậy là có ít không. Thì không không phải là quá quan ngại như vậy đâu, mà là mình hãy hướng đến cái điều lương thiện là tốt là được. Thực ra cái vũ trụ này rất là giàu có, rất là phì nhiêu, rất là thịnh vượng. Năng lượng này không thôi cũng là có thể tạo ra được tiền rồi. Nên những cái mà mình cầu nguyện đó nó nhỏ đối với cái vũ trụ này lắm, đối với thế giới này lắm, nhỏ lắm. Cho dù mình có cầu là vài triệu đô, hay là thậm chí là cầu nhiều hơn nữa đó, thì nó cũng là nhỏ với vũ trụ. Như vậy thì mình phải biết rằng là nó có gốc rễ, là tất cả mọi cái là đều đang hướng thiện, và hướng đến là tu tập nè, thiền định nè, thì mọi việc đều rất là tốt, chứ không có đáng ngại. Ở đây là mình nhắc nhở những ai mà chưa có cái lòng tin á, chưa có đặt cái niềm tin một cách là trọn vẹn, hay là mới là nửa vời, hoặc là quá khư khư cái tôi của mình á, thì nên suy nghĩ lại. Những người mà quá khư khư cái tôi của mình á, và nghĩ rằng những cái mà mình đạt được á, là do tự mình thôi, tôi không cần cảm ơn hay biết ơn gì ai hết á, thì bạn nên suy nghĩ lại. Vì á, với những người đó thì khả năng bạn sẽ mất tất cả đó, nó dễ dàng lắm. Nên á, là còn với những bạn mà đã có cái ý thức mà tu tập, mà thiền định, và tin tưởng vào chánh pháp, thì những cái cầu và nguyện của bạn là điều tốt, không cần phải quá so đo là rằng là cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Dạ, cảm ơn cái câu trả lời của chị Cam Ly. Nó liên quan nhiều điều và liên kết, thì chân lý chỉ có một, thì quan trọng vẫn là cái tâm thiện lành. Dạ, tuy nhiên là trên này cũng muốn bổ sung, để mong chị bổ sung thêm. Ví dụ như cái hạnh nguyện mình quá lớn lao, dạ, như là cầu nguyện cho thế giới này hạnh phúc và thịnh vượng, bằng cách hòa hợp và nhân văn cho thế giới và nhân loại, thì mình có nên nương nhờ, hay là mình có nên có những cái sự hướng dẫn nào thêm từ các ngài không chị, để thông suốt cho những cái điều này? Dạ, em cảm ơn chị. Ồ, nếu như hạnh nguyện mà rất là lớn lao á, thì á, như như cái hạnh nguyện của Cam Ly á, là rất là lớn lao, và mình luôn trau dồi cái niềm tin, cái đức tin cho mình, và mình nương nhờ vào các ngài, và mình tin rằng á, là vũ trụ Thượng Đế là luôn mang đến những cái nguồn lực
để mà đáp ứng cho những cái hạnh nguyện đó. Thì mình luôn tin tưởng như vậy và mình thấy rõ ràng là các ngài cứ đưa đến thôi. Đó, thì cái đó là cái ngành hạnh nguyện rất là lớn của mình. Và khi mà mình đã có can đảm hạnh nguyện lớn như vậy đó, thì á, mình cũng tin tưởng rằng là mình đang tạo ra sự giàu có cho nhiều người ở ngoài kia. Không lẽ mình không giàu? Chắc chắn mình phải giàu thôi. À, cho nên là các ngài cho mình giàu rất là sớm để mình dùng cái đó đó để mà mình tiếp thêm để làm những cái dự án lớn. Cái đó là cái hạnh nguyện lớn. Như vậy á, thì cái cầu đó nó là một cái việc là đương nhiên thôi. Đương nhiên thôi, vì á, mình đã đặt ra rồi. À, và mình tin tưởng và mình cứ làm, cứ theo thôi, thì nó cứ đến. Tất cả những cái nguồn lực nó đến. Có một câu là cái câu gì mà mình hay đọc mỗi buổi sáng á, Jenny, là nương nhờ hạnh nguyện và công mọi... đức À, cái câu là công như trong lúc câu positive affirmation á, là tôi những tin mọi nguồn lực sẽ đến. Dạ. À, tôi tin tưởng có mọi tất cả những nguồn lực tôi cần để luôn dạ để yes. đạt tất cả mục tiêu dạ. Yes, 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 đúng 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 tự nhiên dạ yeah. Tôi có tất cả mọi nguồn lực tôi cần để đạt được tất cả mục tiêu đó. À, và những cái câu này á, là mình thường đọc mỗi buổi sáng. Tôi có mọi nguồn lực tôi cần để có một sức khỏe hoàn hảo, và tôi có mọi nguồn lực tôi cần để đạt tất cả mục tiêu. À, và đương nhiên phải là những cái mục tiêu mà giúp đời giúp người thì mới có thể đạt được. Thì trước đó đó là nói về những cái việc đó là giúp người giúp đời và những cái hạnh nguyện của mình, nên đó là tiếp đến cái câu đó là mình tin tưởng như vậy, tin chắc rằng đó là tôi có tất cả mọi nguồn lực tôi cần để đạt được tất cả mục tiêu đó. Nó nằm ở trong trong cái cuốn sách này. Cuốn sách này mình có tặng mọi người này ha, ứng dụng kinh doanh đây. Và trong đây là cái những câu mà đọc vào mỗi buổi sáng. À, cuộc đời tôi xuất sắc, tôi là một tài năng của tôi là sự nghiệp của tôi đó. Thì á, những cái câu mà đọc về lời khẳng định tích cực này á, là nó là một phần nằm ở trong bát chánh đạo, nghĩa rằng á, nó sẽ có gốc rễ và liên quan. À, nghĩa là trước khi mà đi vào thiền định được á, thì mình phải hướng cái tâm của mình đến cái sự tích cực, đó là tâm trí, lời nói, hành động, quan điểm đó, đi đến cái sự tích cực, và mình quyết tâm đưa cái cuộc đời mình đi đến cái điều đó, thì mình sẽ đi đúng theo chánh pháp là 8 cái yếu tố và 8 cái bước để mà hoàn thiện cuộc đời của mình. Cam Ly có cái bài nói chuyện ngày hôm qua và cũng nhờ Jenny sẽ chia sẻ với mọi người trên trên kênh này luôn ha, về 8 yếu tố giúp giúp đạt được một cuộc đời thành công đó. Bạn nào muốn có cuốn sách này á, thì nhờ nhờ các nhân viên gửi cho mọi người cuốn ứng dụng kinh doanh này ha. Cam Ly tặng mọi người. Cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều, và cũng như là chị mình cũng nhớ tới một lời dạy của các ngài trong một lần mà chúng ta cũng nhận được, đó chính là khi mà chúng ta nói những điều mà các đấng tối cao muốn nói, chúng ta làm những điều mà đấng tối cao muốn làm, thì cái việc chúng ta tạo tác là dựa trên công đức và hạnh nguyện của các ngài, chứ không phải chỉ riêng là hạnh nguyện công đức của chính chính ta. Cho nên luôn cái chị Cam Ly nói về tin tưởng, sự sẵn sàng tin tưởng và an nhiên đó, nó rất là quan trọng, và tất cả mọi hạnh nguyện sẽ đắc viên thành trên cái tâm từ bi yêu thương giới luật của chính mình. Yes, cảm ơn chia sẻ của chị Cam Ly rất là nhiều. Và đúng rồi đó Jenny, cho chị Cam Ly nói thêm cái chỗ em mới nói đó đó. Đúng là khi mà có những cái hạnh nguyện rất là lớn lao á, thì á,
mình nếu như mình chỉ sử dụng cái phước cái đức của cá nhân mình á thì nó không đáp ứng đủ đâu. À, mà phải nương nhờ vào phước đức của các ngài lớn lắm, lớn lắm. À, và nếu nói đến phước đức á, thì có thể gọi rằng là năng lượng đó. Nếu như chỉ dùng năng lượng của mình á, thì không có đủ, hoặc là mình có thuê 100 nhân viên hoặc là 1.000 người đi nữa cũng không có đủ cái năng lượng đâu. À, mà phải nương nhờ vào năng lượng vũ trụ đó, năng lượng của Thượng Đế và năng lượng của các đấng tối cao thì nó sẽ rất là lớn, rất là rộng, rất là bao la. Thì Candy có một cái video nói về là nương nhờ vào trí tuệ vô tận của vũ trụ thì năng lượng cũng là một cái khía cạnh của trí tuệ đó. Thì là mình nương nhờ vào đó để mà mình làm được cái việc lớn đó, là vừa là phước, là đức, vừa là năng lượng, vừa là trí tuệ, vừa là tình yêu thương, vừa là lòng biết ơn, vừa là rất là nhiều những cái đức tính tính rất là lớn như vậy. Thì đó, thì mình mới có thể là nương theo để mà tạo ra được những cái thành tựu, những cái sự thành công. À, thì như vậy cái việc mà cầu và nguyện này cũng là như vậy, nghĩa rằng là mình nương theo các ngài để mà mình cầu và mình nguyện. À, nhiều khi á, cái phước cái đức của mình á nó không đủ, không đủ. À, nhưng mà những cái mà mình muốn nguyện cái điều đó, mình muốn làm được chuyện lớn. À, ở đây á, đi lên một cái tầng nữa đó là nếu như mình ý thức rằng tôi là một linh hồn tỏa sáng. À, ta là một linh hồn tỏa sáng, một linh hồn vĩnh cửu, một linh hồn trường tồn vô tận và đang sống nơi đây dưới cái hình thức cơ thể này. Khi mà mình tin điều đó, rất là tin tưởng vào điều đó đó, thì á mình là một linh hồn và mình nương nhờ vào những linh hồn và những cái trí tuệ bao la rộng lớn để mình làm những cái việc rất là lớn. Và khi đó đó thì cái sự can đảm và cái sự quyết liệt và cái sự dũng cảm đó nó cũng lớn tương tự luôn, để mà mình làm được những cái nó rất là lớn. Nếu như nói là một con người hoặc là 100 con người hay 1.000 con người có thể là không làm được. À, nhưng mà nương nhờ vào thì đều làm được. Như vậy cũng nói lại cái sự hạnh nguyện mà như hồi nãy mình có bàn luận đó. À, nếu như cái hạnh nguyện đó là dành cho mọi người thì nó không phải là chỉ riêng mình mà dành được. À, thì ngày nào Cam Ly cũng cầu nguyện cái điều đó hết, có nghĩa rằng là nương nhờ vào các ngài để mà giúp đời giúp người. Thì cái đó là và sẽ rất là hữu hiệu. Mình giúp được đời giúp được người thì chắc chắn là mình sẽ được hả? Tin tưởng như vậy. Dạ, thì đây cũng là khi mà chị cũng hay nghe về nhiều nhiều người như cộng đồng cũng nói về chị là một cái Bồ Tát giữa đời thường, thì thật sự ra là những điều mình vừa chia sẻ, chị vừa chia sẻ ở đây nó cũng là một cái hướng để mọi người hiểu về Bồ Tát đạo. Tại vì khi đến đây có rất nhiều hạnh nguyện, và trên cái con đường Bồ Tát đạo là có rất là nhiều hóa thân, rất là nhiều vai trò, an nhiên giữa đời thường mà lan tỏa cái sự nhiệm màu của đạo pháp. Đây cũng là hành Bồ Tát đạo. Xin cảm ơn cái hạnh nguyện này của chị rất là nhiều. Và dạ, ở đây trên này thấy có một comment rất là chạm, chị xin phép được đọc để mọi người chúng ta cùng nghe. Ở đây có chia sẻ của chị Suna. Dạ, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Mấy hôm nay em đọc chú Đức Liên Hoa Sanh nhiều hơn, thì sáng nay em thấy YouTube thông báo cho em vô buổi Zoom sáng nay và đón nhận được rất nhiều chia sẻ từ chị Cam Ly và chị Jenny. Những chia sẻ mà em vô cùng đồng cảm và cảm thấy giống với hành trình mà em muốn đi. Em có Facebook của chị Cam Ly từ hơn 1 năm, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe chị chia sẻ, và đúng là phước của mình chưa đủ, nên khi
Em chăm đọc chú nương nhờ các vị em được gia hộ nhiều hơn rất rất nhiều ạ. À, nghĩa là mình nương nhờ cái sự gia hộ, cái công đức phước đức của các Chúc ngài. mừng bạn, chúc mừng bạn. Cảm ơn chị Cam Ly và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì chúng ta cũng gần 3 tiếng đồng hành cùng với nhau. Thì trong đến hôm nay, trong cái sự mầu nhiệm, chương trình sự mầu nhiệm trong cầu nguyện và thiền định, thì em cũng mong chị Cam Ly sẽ có thêm vài lời khuyên đến mọi người trên cái con đường này. Rất là chạm hôm nay chị là người mang đạo vào đời và mang đời vào gạo. Em cảm ơn chị và em mời chị ạ. Cảm ơn Jenny và cảm ơn mọi người. Chỉ có những cái nhắn gửi là đúng là những cái mà Cami đang làm được, đang rất là tự tin, rất là an nhiên, tự tại, và làm được những chuyện rất rất lớn. Đó là nhờ cái sự hỗ trợ của các ngài, cho nên nó làm được những chuyện rất là lớn. Và các ngài cũng cần nhiều học trò như Cam Ly, như Jenny để mà có thể giúp thêm cho đời, cho người. Thì xem như đây là một cái lời kêu gọi, đó là những bạn nào cảm thấy chạm với video này thì có thể bắt đầu nghe thần chú của ngài Liên Hoa Sơn, đạo sư Liên Hoa Sơn, và nếu đó là một cái duyên của bạn thì bạn bắt đầu lắng nghe và ngài sẽ đến để mà hỗ trợ cho bạn, dạy bạn, chỉ dẫn cho bạn. Và ngài là một cái dòng năng lượng vô biên rất là lớn, chứ không phải là chỉ có mặt ở đây với người kia, với người kia vài người, không phải, mà tất cả mọi người. Thì dòng năng lượng rất là lớn bao quanh cả trái đất, nên bất kỳ bạn đang ở đâu và bạn hễ bạn có những lời cầu nguyện, có cái sự thiền định tu tập, thì ngài sẽ đến và trụ bên trong bạn để mà giúp cho bạn, có thêm cái sự tự tin nè, can đảm nè, có thêm cái lòng từ bi yêu thương và có thêm trí tuệ rất là nhiều để mà làm được những cái việc đúng đắn, làm được những cái việc lớn. Rồi có thể bạn sẽ có những cái quyền năng, có những cái năng lực rất là lớn, mà có thể gọi đó là cái sự màu nhiệm, cái sự kỳ diệu. Thì và cái đó hãy để nó đến một cách tự nhiên ha. Đến một cách tự nhiên, khi mà bạn đã tu tập rồi thì cái sự màu nhiệm ấy, nó cũng sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Đó thì bạn sẽ đạt được tất cả mọi điều. Khi mà bạn đặt một cái mục tiêu lớn hơn, ví dụ như mong cầu nguyện cho mọi người có được một cái sự hạnh phúc thịnh vượng, hay là có được công ăn việc làm, hay có được những cái thu nhập lớn, hay là như Cam Ly á, là cầu nguyện cho mọi người có được cái sự hạnh phúc và thịnh vượng bằng cách kinh doanh đầu tư hòa hợp và nhân văn cùng nhau. Đó thì khi mà mình đặt những cái mục tiêu rất là lớn như vậy đó, thì những cái nguồn lực sẽ rất là lớn đi qua mình để mà giúp cho mình. Thì hiện nay á, Cam Ly có những cái nguồn lực rất là lớn, đó là tiền bạc này ha, những cái khoảng nhiều triệu đô là đang đến là bình thường rồi. Những người rất là tài năng ha, của trên thế giới là đến mà năn nỉ được làm với mình á, kiểu như là cũng được các ngài đưa đến và để mà mình hỗ trợ thêm cho những người này, và họ là những người đã nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Rồi á, rất là nhiều những cái nguồn lực rất là lớn như vậy. Thì hy vọng rằng bạn sẽ có duyên, có tạo dựng được những cái sự nghiệp cho bản thân mình và cho mọi người thông qua cái con đường tu tập. Yes.
Cảm ơn cái lời khuyên rất là chi tiết và đầy tình yêu thương thì chị Cam Ly gửi đến cho tất cả mọi người về cái sự mầu nhiệm trong cầu nguyện và thiền định thì luôn sẽ bắt đầu từ cái chính bên trong ta, cái niềm tin bên trong ta, và mọi điều đều có thể và mọi điều mầu nhiệm sẽ đến khi ta đủ tình yêu thương, tin tưởng và nương nương nhờ, nương tựa và hạnh nguyện cao cả lớn lao mang lại lợi ích. Cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều vào ngày hôm nay. Cho nên cảm thấy rằng là mọi người đã bắt đầu vào một cái guồng và gần như là có rất là nhiều tin nhắn đến chờ đợi, mong chờ cho ngày thứ bảy sáng 9 giờ. Thì Jenny cũng rất là nhân đây cũng cảm ơn mọi người đã luôn gửi niệm và yêu thương và gắn bó cùng chương trình. Biết ơn chị Cam Ly vì đã ở đây cùng mọi người và có rất là nhiều comment dành cho chị đầy tình yêu thương. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau thiền theo bài thần chú của Ngài Guru Rinpoche Liên Hoa Xanh. Và Cam Ly sẽ dẫn mọi người một chút xíu ha. Và chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và cùng thiền với nhau 15 phút. Đúng không Jenny? Hôm nay thì chúng ta nhắc nhiều về thầy thì mọi người cùng với chương trình cùng kết nối lắng tâm và kết nối cùng thầy Guru Rinpoche Padmasambhava. Hít một hơi thở thật sâu, chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái vững vàng, trên ghế, trên sàn nhà thì nơi nào mà bạn có thể ngồi thoải mái. Bắt đầu yên tĩnh, lắng yên, lắng yên để chúng ta bắt đầu đi vào thiền định. Đúng rồi, đúng rồi, trung tâm trí hãy lắng yên, lắng yên, những suy nghĩ hãy tạm lùi xa, lùi xa, hãy để cho đầu được rộng lặng, cơ thể hãy tĩnh tĩnh lặng yên. Đúng rồi, đúng rồi, từ từ nhắm mắt lại, yên lắm, yên lắm. Đúng rồi,
Thank you.
Cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Có những câu hỏi là dạ có nhắn hôm nay là khi vào gần cuối thì có cách nào để coi lại thì mọi người yên tâm nha. Trên trang Cam Ly Dương TV và Nhật ký Tâm Linh đều có những cái video record lại, ghi lại những cái buổi livestream này. Mọi người cứ lên YouTube và coi lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn chị Cam Ly. Về tình yêu thương và hạnh phúc. Cam Ly rất là thích hát, nên Cam Ly nghe những bài nhạc thần chú này là Cam Ly thiền và Cam Ly hát theo, thì nó sẽ được tăng công đức lên nhiều hơn nữa. Nghĩa rằng là mình vừa nghe mà mình vừa nguyện và mình vừa hành pháp luôn. Thì mọi người hãy tìm những cái cách nào để mà giúp cho mình được vui, thích thú trong cái việc tu tập. Thì thực ra tới bây giờ thì cái việc tu tập này Cam Ly rất là thích thú luôn, rất là thú vị luôn. Mỗi ngày đều phải có tu tập, đều phải có thiền thì mới có được một ngày năng lượng và mới có được một ngày ý nghĩa. Thì Cam Ly sẽ có một buổi nói chuyện để mà giải thích cho mọi người về cái sự vui sướng, hạnh phúc và an lạc trong cái việc thiền định và trong cái việc tu tập đó. Nó rất là thú vị luôn. Ngược lại thì có nhiều người tìm cái niềm vui trong rượu chè, thuốc lá, thậm chí những chất gây nghiện, thì họ cũng đang tìm cái niềm vui trong đó, và cái niềm vui đó làm cho mọi người bị nghiện và đi sâu vào trong đó. Thì những cái nghiện đó thì nó sẽ đưa vào cái con đường tà, con đường sai trái. Và ban đầu thì cũng thấy có những cái niềm vui, nhưng mà đó hoàn toàn là những cái con đường mà rất là sai. Còn tu tập cũng có những cái niềm vui và có những cái sự hỷ lạc, có những cái sự rất là hạnh phúc luôn. Cái niềm hạnh phúc ở trong thiền á, nó đúng là một cái niềm hạnh phúc mà chưa có được một cái niềm vui nào mà có thể so sánh được cả. Cam Ly có thể nói rằng mình được trải nghiệm rất là nhiều trong những cái sự vui thú ở ngoài cuộc đời. Từ những cái đỉnh cao danh vọng cho đến những cái hưởng rất là nhiều cái niềm vui rất là choáng ngợp. Nhưng mà chưa có một cái niềm vui nào mà nó so được với cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao trong thiền định. Thì mọi người sẽ có thời gian để mà trải nghiệm, để mà có được cái niềm an lạc và cái niềm hạnh phúc đó. Chúc cho mọi người tu tập thật là vui, thật là hạnh phúc. Cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều, và chắc chắn rồi là chúng ta sẽ có những phần chia sẻ về cái sự hỷ lạc đó, sự hỷ lạc và an nhiên trong thiền định, sự hạnh phúc sâu thẳm bên trong và trường tồn. Cảm ơn chị Cam Ly một lần nữa rất là nhiều ạ, với rất là nhiều tình yêu thương và năng lượng trao ra ngày hôm nay. Xin chào chị. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người, chúc mọi người và chị Cam Ly cuối tuần thật là hạnh phúc và an nhiên. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ. Chào mọi người, bye bye.